Đương nhiên, cũng có phụ nữ thích, hầu tử, chỉ là cái thích này hơi gượng ép, phần lớn bởi vì họ đã biết thực lực hoặc tài sản của hầu tử, cho nên thích này thật sự là không đơn thuần. Cũng không phải nói hầu tử không thích mỹ nữ, ai cũng đều thích những thứ đẹp đẽ, kể cả nhìn cũng thấy đẹp mắt nữa mà. Ở kiếp trước, với thực lực và tài sản của hầu tử sẽ thiếu mỹ nữ sao? Rất nhiều mỹ nữ đều muốn theo hầu tử, thế nhưng tính cách của hầu tử lại rất khắt khe, cũng không phải là mỹ nữ thì hắn ta sẽ yêu. Đã có rất nhiều trải nghiệm nên hầu tử rất phản cảm đối với mỹ nữ chủ động tán tình. Từ góc độ nào đó mà nhìn lại thì hầu tử là một người rất trong sạch, cũng không giống đạo gia cứ gặp dịp thì chơi. Hầu tử cũng không phải là chưa chứng kiến thế gian phồn hoa, cũng không phải là chưa hưởng thụ cuộc sống nơi đó, thế nhưng tính cách của hầu tử vẫn là thuần túy, cũng có nữ nhân làm hầu tử yêu thích, chỉ là đối tượng thường làm đạo gia khá đau đầu. Hầu tử thích nữ nhân đơn giản mộc mạc, chủ yếu là tâm hồn. Cái này khá đơn giản. Thế nhưng hầu tử thường có khuynh hướng phụ nữ nông thôn tài giỏi, có thể cầm quốc trồng trọt, về nhà có thể làm cơm, có thể chịu đựng được gian khổ, còn xinh đẹp hay không thì không quan trọng, chỉ cần không xúc phạm người nhìn như thương thục thanh là được rồi. Theo lời của hầu tử chính là, nghề của chúng ta rất nguy hiểm, nói không chừng ngày nào đó sẽ gặp chuyện, thậm chí là mất hết tất cả, ở trong trường hợp đó thì có thể sống được so với cái gì đều tốt hơn. Được rồi, như hiểu đạo cũng thừa nhận lời nói của hắn ta cũng hợp lý, chỉ là cảm giác cái tên này yêu cầu quá cao hơi không hiện thực theo nghiêu hữu đạo thì loại phụ nữ đó còn hiếm hơn cả tuyệt thế mỹ nữ nữa cũng không thể nói là hiếm thế nhưng rất nhiều chuyện đều là tương đối từ xưa tới nay có bao nhiêu tăng khổ hạnh là phụ nữ người phụ nữ nào chả muốn cuộc sống ngày càng tốt hơn chứ đó chính là cảm giác trời sinh rồi loại phụ nữ đó nếu cũng lấy được một người đàn ông cũng nghèo khổ thì cuộc sống đó còn có thể tiếp tục thế nhưng khi gặp được người đàn ông như hầu tử đã không thiếu cái gì thì đương nhiên sẽ thay đổi, sẽ muốn hưởng thụ về mặt tinh thần, trừ khi ngươi ngăn cách nàng với cuộc sống đời thực thì mới không thay đổi. Chương 263, đại nghịch bất đạo 2. Nếu như ngươi là mỹ nữ, mà người nào cũng đều nói ngươi xấu thì ngươi chắc chắn sẽ không kiêu ngạo. Một người phụ nữ xấu thế nhưng được nhiều người nịnh nọt tán tỉnh thì cô ta đương nhiên sẽ kiêu ngạo. Thế nhưng đạo lý này của hắn vô dụng với hầu tử, hầu tử có sự kiên trì của mình, hắn ta muốn tìm người vợ có đức tính như mẹ hắn ta có thể chịu thương chịu khó làm tốt công việc quản gia ngay cả hạo thanh thanh loại trắng giàu đẹp này còn thổ lộ với hầu tử nữa nghiêu hữu đạo có thể không vui sao bọn người hắc mẫu đơn cũng đi theo vào lại phát hiện nghiêu hữu đạo đang ngồi trên ghế mà cười ngây ngô thì hắc mẫu đơn hỏi đạo gia viên cương kia là bạn của ngài sao là huynh đệ nghiêu hữu đạo sửa lại ngụy đa trở lại trong phòng hơi khẩn trương mà nhìn viên cương sau khi viên cương kiểm tra hết cả căn phòng thì quay đầu lại thì thấy vẻ khẩn trương kia thì cũng biết hắn ta đang lo lắng cái gì, là lo lắng đạo gia không chịu nhận hắn ta, lo lắng bị đạo gia đuổi đi. Không thể không nói, đạo gia đối xử với Ngụy Đa khá là tàn nhẫn. Thế nhưng Viên Cương lại hiểu, đạo gia là một người rất tỉnh táo và lý trí, tới độ máu lạnh vô tình, đạo gia không muốn có liên quan gì tới Thượng Thanh Tông, vậy mà mình lại chủ động giữ Ngụy Đa lại, theo góc độ nào đó mà nói mình đang tìm thêm phiền phức cho đạo gia. Đây cũng là do tự mình mở miệng nói nếu đổi thành người khác thì đạo gia chắc chắn sẽ không đồng ý. Viên cương an ủi, yên tâm, đạo gia sẽ không đuổi ngươi nữa đâu. Ngụy đa rất vui sướng, cám, cám ơn, viên cương, quên nói cho ngươi, Thượng Thanh Tông đã đứng vững tại Bắc Châu, ngươi có muốn trở lại Thượng Thanh Tông hay không? Ngụy đa lắc đầu, trưởng môn ở, ở đâu, Thượng Thanh, Tông liền, ở đó, ta đi theo, trưởng, trưởng môn, không đi, trong mắt viên cương xuất hiện sự vui mừng, thực sự thì hắn ta rất xem trọng Ngụy đa, người có thể để hắn ta để mắt tới cũng không nhiều ngụy đa cũng tính là một người tốt thế nhưng có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi trước người coi hắn là trưởng môn là một chuyện người ta có nhận hay không là một chuyện khác hai chữ trưởng môn kia ngươi hãy giữ trong lòng không cần treo ngoài miệng hắn rất không thích cách xưng hô đó về sau ngươi hãy xưng hắn là đạo gia đi được ngụy đa gật đầu tốt không sao viên cương vỗ vỗ vai hắn ta ra hiệu hắn ta hãy cứ yên tâm ngụy đa thở phào một hơi thoải mái hơn hẳn trong một căn phòng khác sau khi nghe xong lời nói của sài phi thì khuôn mặt bùi nương tử đen lại nhìn chằm chằm vào hạo thanh thanh mà nghiến răng nghiến lợi tiểu thư người quá không ra cái gì người vẫn là hoàng hoa khuê nữ làm sao có thể nói điều đó với một người đàn ông chứ hạo thanh thanh bĩu môi ta ghét ai thích ai thì làm sao ghét và thích mà vẫn phải che giấu sao khi gặp kẻ đáng ghét thì ta sẽ mắng khi gặp người mình thích thì sẽ nói ngay tại sao lại biến thành không biết xấu hổ cơ chứ ta rất thích hắn ta làm sao chứ bùi nương tử tức giận mà nói vừa mới gặp người ta mà thôi ngay cả người ta là ai còn không biết nữa người dám bảo là yêu thích sao làm sao mà thích đơn giản như vậy được hạo thanh thanh điều này có quan hệ gì với việc gặp bao nhiêu lần chứ ở trong nhà ta thường gặp những người mà người nhà giới thiệu mà vẫn chán ghét như thường đấy thôi vậy mà ngay từ đầu ta đã thấy thích cái người tên là viên cương đó rồi ta cũng cảm thấy kỳ lạ thế nhưng có thể làm gì chứ. Hơn nữa, ta ở trong cung thấy rất nhiều kẻ xấu xa, cái tên viên cương này cũng không phải là người xấu, cả người đầy chính khí và khí phách của nam tử, không thể nào giả được, hắn ta không phải là người xấu. Bùi nương tử, người còn không hiểu rõ người ta, đã dám nói như vậy sao, nếu như người ta đã có vợ rồi thì sao? Hạo thanh thanh cong môi lên, vậy thì sao chứ, đã thích rồi thì cướp tới, làm sao có thể để mình uất ức chứ? trung thân đại sự mà, không thể nào nhường được. Khuôn mặt xài phi và lưu phong hải đen như đáy nồi, bọn họ là nam nhân, nói như vậy thì cũng thôi đi, nữ nhân lại dám nói những điều này ra, thực sự là đại nghịch bất đạo mà, đã từng gặp qua không biết xấu hổ, thật sự chưa từng gặp qua không biết xấu hổ tới mức này. Người, bùi nương tử chỉ tay về phía nàng, giận quá hóa cười, nhìn người xem, chẳng lẽ người thật sự muốn vào phòng của hắn sao? Hạo thanh thanh khoanh tay lại mà nói, điều này cũng phải cân nhắc một chút, thế nhưng đừng nghĩ rằng ta thiệt thòi vậy chứ, còn không biết là ai ngủ ai đâu. Lời này làm ba người còn lại như bị thiên lôi đập chúng vậy, hoàn toàn hủy hoại quan niệm đạo đức của ba người, làm cho ba người sợ ngây người, cô nàng này thật sự là cái gì cũng dám nói nha. Khuôn mặt bùi nương tử tức giận tới mức tái xanh đi, hai tay che mặt, gần như muốn phát điên, thật sự là không nghe nổi nữa mà. Sau khi thả tay xuống một lúc thì nàng ta đột ngột ra tay, điểm huyệt của hạo thanh thanh không làm cho nàng động đậy nữa, quay đầu lại sai xài phi và lưu phong hải, cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện nào đó, chúng ta sẽ không thể chịu đựng được trách nhiệm này, trở về. Lập tức liên lạc về gia tộc, gọi người trong nhà tới đây đón. Rõ, Sai Phi và Lưu Phong Hải gật đầu đồng ý, Lưu Phong Hải bước nhanh rời khỏi nơi này. Đôi mắt hạo thanh thanh đảo đi đảo lại, có vẻ như rất gấp gáp. Phía trên núi tuyết, hơn 200 người bay xuống đỉnh núi, đồng phục thống nhất, đều là đệ tử của Lưu Tiên Tông, một lão già cầm đầu thiếu một cánh tay, chính là trưởng lão ô thiếu hoan của Lưu Tiên Tông, ở cạnh lão còn có hai trưởng lão nữa đi theo. Vì giết chết nhiều hữu đạo mà Lưu Tiên Tông phái ra ba tên trưởng lão và 200 đệ tử, đội hình không thể bảo là không lớn. Cao Túc Thông và Thôi Viên ở bên Thành Trích Tinh cũng đã gia nhập vào trong này. Cửa hàng ở bên Thành Trích Tinh cũng đã không liên quan tới họ, bọn họ đã bị gọi trở lại Lưu Tiên Tông, còn hậu quả khi trở về Lưu Tiên Tông là gì thì có thể nghĩ, tổn thất của Lưu Tiên Tông quá to lớn, gần trăm vạn kim tệ nha cần bao lâu mới có thể kiếm trở lại trăm vạn kim tệ. Tổn thất thật sự nặng nề, họ cũng đã tra được là ai cướp sạch cửa hàng rồi, vào đêm hôm đó ở thành trích tinh có người thấy được bọn người hắc mẫu đơn mang theo một đống đồ vật đi ra từ cửa hàng của Lưu Tiên Tông, cũng có người nhìn thấy bọn họ tới cửa hàng của Linh Tông, rõ ràng là bọn người kia dùng đồ trộm được bán cho cửa hàng của Linh Tông rồi. Tình hình tại thành trích tinh khá rõ ràng, không cần nghĩ cũng biết là nhóm hàng đó là bán đổ bán tháo đi, làm Lưu Tiên Tông đau lòng tới mức nhỏ máu. Thế nhưng khi hỏi lại những cửa hàng của Linh tông thì người ta lại không thừa nhận có việc này, có người bán đổ bán tháo thì lợi nhuận lớn nhất là nhà họ, làm sao có thể phun ra được? Với thực lực của Lưu Tiên tông lại không thể chống lại Linh tông, cho nên không thể nào chuộc lại với giá bán ra được. Đưa độ Vân Sơn ra làm lá chắn cũng vô dụng, sau khi Cao Túc Thông và Thôi Viễn bị triệu hồi về Lưu Tiên tông thì đã bị chỉ tội rất nặng. Không ngoài dữ liệu của Cao Túc Thông, y đường đường là tu sĩ kim đan, thế mà bị hạ xuống thành đệ tử trông cửa Lưu Tiên tông trong vòng 10 năm chỉ có được một phần 10 tài nguyên tu luyện như lúc bình thường. Thôi viễn không phải là người phụ trách chính vẫn hơi tốt hơn đồng nghiệp, trừng phạt giống hệt với Cao Túc Thông. Thế nhưng khi so sánh thì hắn ta có địa vị kém xa với Cao Túc Thông, trừng phạt như nhau tức là hình phạt của y nhẹ hơn nhiều Cao Túc Thông. Lần này cũng phái hai người tới bởi vì hai người đã giao chiến với Ngưu Hữu Đạo, cũng coi như là có kinh nghiệm có thể tham khảo, mà Thôi Viễn còn thấy được hình dạng chân thật của Ngưu Hữu Đạo nên rất dễ phân biệt cũng coi như cho hai người một cơ hội lập công chuộc tội. chương 264, thật chứ, Cao Túc Thông thật sự coi đây là cơ hội lập công chuộc tội. Mà thôi viễn lại không muốn lợi dụng cơ hội này, bởi vì có một số việc không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Nghiêu Hữu Đạo đã thả y ra, thế mà y còn định tới giết Nghiêu Hữu Đạo, nhớ đâu Nghiêu Hữu Đạo nói chuyện này ra thì làm sao. Thế nhưng không còn cách nào cả, y không đến không được mà. Theo một đường đi tới đây, Thôi Viễn vẫn khá lo lắng, muốn giết người diệt khẩu thì cũng phải có cơ hội chứ. Mà quan trọng nhất đó chính là mình không phải đối thủ của Ngưu Hữu Đạo, cho nên không có năng lực diệt khẩu. Thế là y nghĩ tới việc nên làm cách nào để có thể mật báo cho Ngưu Hữu Đạo, thế nhưng mà y lại không liên lạc được. Khi vừa nhận được tin tức từ Tống Gia, một nhóm người không dừng lại chút nào nhanh chóng chạy tới đây, trên mặt đều xuất hiện sự mệt mỏi. Bọn họ cũng không để tất cả đi băng tuyết các mà để lại một trưởng lão tỏa chân ở đây, ô thiếu hoan mang theo hơn 10 người bay xuống núi. Vừa tới thung lũng thì nhóm người này vội vàng đi tới cửa hàng của Lưu Tiên Tông. Sư phụ, trưởng quỹ tiêu thiết của cửa hàng Lưu Tiên Tông khi thấy một đám người đi vào thì vội vàng tới trước người ô thiếu hoan mà hành lễ, ô thiếu hoan chính là sư phụ của hắn ta. Tiêu thiết cũng không nghĩ tới, mình vừa mới gửi tin tức về sư môn không lâu, nhóm người này đã tới rồi. Ô thiếu hoan đưa tay ra đỡ dậy, đã phát hiện được mục tiêu hay chưa? Tiêu thiết chắp tay đáp, đã phát hiện, Ngưu Hữu Đạo đi vào trong khách sạn thải hồng, thế nhưng tình hình có biến đổi. Sau đó hắn ta nói về chuyện của Ngưu Hữu Đạo đi dạo cùng với Sở An Lâu. Đám người vừa chạy tới cảm thấy rất kinh ngạc, ánh mắt của Thôi Viễn lấp lóe, âm thầm mừng rỡ, có đôi khi đi nhầm đường sẽ rất khó quay đầu lại. Ô Thiếu Hoan sửng sốt một lát rồi trầm giọng nói, hắn làm sao có thể có quan hệ với Sở An Lâu chứ, là có chuyện gì xảy ra? Đệ tử cũng không biết là chuyện gì nữa, việc này ta cũng không thể tìm hiểu được. Tiêu Thiết trả lời rất cung kính. Ô Thiếu Hoan quay lại nhìn sư đệ Lệ Quang, sư đệ, đệ thấy thế nào? Lệ Quang trầm mặc nói, cá nhân sở an lâu thực ra không có gì, vấn đề là tại băng tuyết các này, với thế lực mà người ta đại diện, quả thực không có mấy người dám trêu. Như hiểu đạo dù là trọng phạm đã ám sát sứ thần của nước Yến, nhưng sở an lâu chỉ ngang nhiên dương mắt nhìn, vậy là ý gì? Truyền tin về xin trưởng môn quyết định đi, Lệ Quang trầm ngâm nói, tiểu thiết vội hỏi, sư thúc, đệ tử đã truyền tin về sư môn cách đây một canh giờ rồi. Ô thiếu hoan và lệ quang nhìn nhau, vậy thì chờ tin tức đi, ô thiếu hoan buông tiếng thở dài, lại nói trước tiên bố trí người quan sát quanh khách sạn, chờ trưởng môn trả lời lại quyết định sau. Đám người vô cùng lo lắng chạy tới, lại bị một chậu nước lạnh rội phủ đầu. Tại khách sạn, viên cương bố trí người xong liền trở về phòng ngưu hữu đạo. Thấy trong phòng tắm đóng cửa có hơi nước nóng bốc lên, còn có tiếng nước chảy, hắn ta biết nếp sống của ngưu hữu đạo, xem ra nghiêu hữu đạo đang tắm nước nóng. Hắn ta gõ cửa theo thiết tấu, biểu thị mình đã đến. Y quay lại chỗ cửa sổ, quan sát tình hình chung quanh một lúc, sau đó đi về cạnh bàn rót chén trà mới lại đi tới bên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài, chậm rãi uống trà. Không lâu sau, từ bên phòng tắm có tiếng đóng mở cửa. Viên cương quay lại nhìn, chợt sửng sốt, y thấy hắc mẫu đơn đi ra, vừa đi vừa giữ quần áo, mái tóc dài ướt nhẹp. Nhìn dáng vẻ kia rõ ràng là vừa tắm rửa xong. Người phụ nữ này có phòng tắm riêng, làm sao chạy đến chỗ đạo gia? Viên cương hỏi, đạo gia đâu? Còn ngâm bên trong, hắc mẫu đơn cười tủm tỉm, thích thú nhìn vẻ kinh ngạc của viên cương. Đối với viên cương, lòng nàng có cảm giác không thoải mái. Trong khoảng thời gian này, nàng là nhân vật quản sự bên cạnh như hữu đạo. Kết quả là, viên cương vừa đến, không nói hai lời đã bắt đầu tiếp quản vị trí của nàng, chỉ tay ra lệnh cho nàng, còn sai khiến đám đoạn hổ, vốn nàng còn muốn hầu hạ nghiêu hữu tắm xong mới ra biết viên cương đến nàng cố ý đi ngoài trước muốn hắn ta tận mắt nhìn thấy quan hệ giữa nàng và đạo gia cho viên cương thức thời một chút vẻ bất ngờ trên mặt viên cương khiến nàng có chút đắc ý đi tới cạnh cửa sổ mở tung một chiếc khăn lau chùi mái tóc ướt hắc mẫu đơn nhỏ giọng oán giận sao chạy tới lúc này mất hứng của đạo gia ý tứ trong lời không cần nói cũng hiểu đơn giản là chuyện nam nữ thôi viên cương đã quay sang nhìn cửa sổ chén trà lên đến môi chợt dừng một chút rồi chậm rãi thả xuống. Hắn ta từ tốn nhìn sang, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nàng, bình tĩnh nói chỉ bằng ngươi. Cảm giác được sự khinh bỉ nồng nặc trong lời nói của đối phương, động tác lau chùi của hắc mẫu đơn chợt cứng đờ, hỏi ngược lại ta làm sao. Viên cương, bất tự rát vàng lên mặt đi, không phải ta xem thường ngươi, dù ngươi cởi sạch, hắn cũng không hứng thú với ngươi. Hắc mẫu đơn tắc miệng không trả lời được, tuy đối phương nói khó nghe, nhưng đó là sự thực, dù nàng cởi sạch đứng trước mặt đạo gia đạo gia cũng không hề chạm một ngón tay vào người nàng điều đó khiến nàng thực sự hoài nghi mị lực của mình thậm chí cảm thấy hơi kích thích vì vậy nàng nhiều lần khiêu chiến không tin trên đời có con mèo không thèm ăn vụng hiện giờ một câu nói của vị này đã chọc thùng tim đen của nàng khiến nàng lúng túng cũng không hiểu vì sao vị này chắc chắn như vậy xem ra hắn ta biết gì đó nàng cũng ngạc nhiên hỏi ý ngươi là thân thể hắn có vấn đề nàng đã sớm hoài nghi việc này viên cương từ từ quay sang nhìn núi tuyết mênh mông đằng xa trong mắt dần hiện vẻ hoang mang nhỏ giọng nói cao sơn lưu thủy kiếm tri âm cố nhân qua đời nói không nên đồn rằng có luân hồi liền tìm khắp thiên sơn vạn thủy chỉ vì một tia hy vọng tương phùng ngươi không hiểu được hắc mẫu đơn tỉnh tỉnh mê mê không biết hắn ta đang nói cái quỷ gì không lâu sau nhiều hữu đạo tóc tài bù xù đi ra nhìn thấy viên cương liền cười nói cảm giác cũng không tệ không ngại tán tỉnh xem nói rồi hắn tới bàn trang điểm ngồi xuống, hắc mẫu đơn lấy lược, trước tiên giúp hắn trải đầu. Viên cương đứng cạnh, khoanh tay nhìn, đang lúc này, đoạn hổ gõ cửa đi vào, tới trước bàn bẩm báo. Đạo gia có hai người cầu kiến ngài, một người tự xưng là trưởng quỹ ngô không của cửa hàng Thiên Ngọc Môn. Một người tự xưng là trưởng quỹ cao mộc lan của phủ vạn động thiên. Mấy người họ đều do viên cương sắp xếp, đoạn hổ lại được dặn đứng quan sát ở đại sảnh của khách sạn, xem có động tính dị thường gì không kết quả là vừa lộ mặt ở đại sảnh không lâu thì có người tìm tới gã. Nhắm mắt suy nghĩ chốc lát, Nghiêu Hiếu Đạo mở mắt ra, nhìn mình trong gương một lát rồi nói, mang tới đi. Phải, đoạn hổ nhận lệnh đi, chỉ chốc lát sau, Ngô Không và Cao Mộc Lan đi theo đoạn hổ tên tầng cao nhất, thấy là tầng này lập tức liếc nhau một cái. Họ đều biết nơi này không mở ra cho người ngoài, là nơi chiêu đãi khách mời của băng tuyết cát. Đợi đến khi vào phòng Nghiêu Hiếu Đạo, mới thấy hoàn cảnh trang nhã, tinh xảo trong phòng, quả nhiên những phòng khác trong khách sạn không thể so sánh nổi. Hai người ở đây nhiều năm, đây mới là lần đầu lên tới tầng này, cũng là lần đầu nhìn thấy phòng khách trên tầng này là sao. Hai người nhìn về phía bàn trang điểm, một người phụ nữ đang trải đầu cho một người thanh niên. Người thanh niên kia chính là mục tiêu mà họ muốn tìm, đã từng gặp trong hẻm núi lúc trước. Lúc trước từng gặp sở an lâu khi đang du lịch một mình, giờ lại thấy nhiều hữu đạo ở đây, hai người vốn mang tâm dò la, tìm hiểu đều có ước lượng trong lòng. Đoạn hổ bẩm báo, đạo gia, người đến rồi. như hữu đạo nhìn qua gương thấy khách tới, cười nói, y quan không chỉnh tề, không thể hành lễ, mong hai vị thứ tội. mươi 265, đạo gia cho mời một. Không sao không sao, hai người đồng thời khách sáo một tiếng. như hữu đạo, trưởng quỹ ngô không của thiên ngọc môn đúng không? Ngô không ôm quyền, chính phải, như hữu đạo, không biết bối phận so với Bạch Diêu ra sao? Ngô không, Bạch Diêu là sư huynh của tôi. như hữu đạo à một tiếng, lúc này tóc của hắn đã được trải xong, còn hắc mẫu đơn chưa trải đầu thì lui sang bên. như hữu đạo đứng lên sửa sang y phục xong mới quay người rời bàn trang điểm, chắp tay hành lễ với hai người. tại hạ thất lễ rồi, không sao không sao. hai người cười cợt, như hữu đạo phất tay ra hiệu cho hắc mẫu đơn dâng trà, mời hai vị khách vào chỗ. sau khi khách và chủ ngồi xuống, như hữu đạo cười. trường quỹ ngô tìm tới ta, ta còn có thể hiểu được. tại hạ không qua lại gì với tố không của phủ vạn động thiên không biết trưởng quỹ cao đến đây có gì chỉ giáo. Cao Mộc Lan cười bồi nói, giống như trưởng quỹ ngô, thực ra không giống nhau, vốn nàng ta muốn sai người gọi như hữu đạo đến chỗ mình dân dậy, cảnh cáo một phen, thậm chí hạ sát giết thẳng, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng nhìn tình hình bây giờ, nàng ta không chắc chắn, thái độ cũng thay đổi. Như hữu đạo à một tiếng, lại nhìn về ngô không. Trưởng quỹ ngô có gì dặn dò, ngô không, dặn dò thì không dám, là được lệnh sư môn tới đây truyền lời. Quận Vương Dung bình nhận được tin từ đế đô, bên phía châu Bắc đã truyền lời cho Tống gia, báo rằng các hạ muốn tới băng tuyết các cầu xích Dương Chu quả để chữa bệnh cho Thứ sử Châu Kim. Tống gia đã gấp gáp mời Lưu Tiên Tông tới băng tuyết các muốn hạ sát thủ đối với các hạ. Mong các hạ cẩn thận nhiều hơn, lời vừa nói xong, Viên Cương nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo. Việc này có sai khác so với đạo gia tính, có nhiều người biết như vậy, kế hoạch còn chấp hành làm sao? Hắc Mẫu đơn bên cạnh kinh ngạc, náo nửa ngày hóa ra đạo ra lại đến vì xích dương chu quả. Nàng ta đoán khách sạn Thải Hồng vốn nhiệt tình chiêu đãi là do có quan hệ tới chuyện vẽ vời ở thành trích tinh, không ngờ Ngưu hữu đạo vì xích dương chu quả. Suy nghĩ trước sau một lượt, liên tưởng đến chuyện đánh cuộc với Hạo Thanh Thanh ở đại sảnh khách sạn lúc trước, Ngưu hữu đạo cố ý bảo nàng ta đăng ký tên hắn ở khách sạn yêu nguyệt. Càng nghĩ càng hoảng sợ, hóa ra ở thành trích tinh đã bố trí biện pháp trước, thuận lý thành trương tiến vào băng tuyết các. Lúc này nàng ta mới hiểu tại sao hắn bảo nàng ta vẽ bức tranh kia, tuyệt đối không phải nổi hứng nhất thời, mà là ngầm buộc một mối nối, lặng lẽ không tiếng động. Lòng giả vị đạo gia này sâu hun hút, thực sự lại làm nàng sợ một trận. Con người nhiều hữu đạo đột nhiên co rụt lại, cũng thầm giật mình. Tin tức tống ra bên đế đô, không đúng, khẳng định là do Trần Quy Thạc truyền tin. Nhưng hắn không nghĩ tới, bên châu Bắc vì sao biết hắn muốn tới băng tuyết các cầu xích dương chu quả. Việc này hắn vẫn chưa hề nói với Hải Như Nguyệt, không nói cho phủ vạn động thiên, vì căn bản không hy vọng phủ vạn động thiên hỗ trợ, trái lại còn lo đối phương sẽ cản trở. Cao Mộc Lan, phủ vạn động thiên nhận được tin châu kim cầu viện mới biết việc này. Ánh mắt nghiêu hiếu đạo đảo qua hai người, không đúng, phía châu kim chắc chắn cũng là thương chiêu tông truyền tin tới. Thương chiêu tông quả thực có ý tốt mà hóa dở, nếu phủ vạn động thiên đã biết việc này, lại dùng thủ đoạn phi thường lấy về xích dương chu quả, phủ vạn động thiên sợ băng tuyết các phát hiện sẽ truy trách nhiệm, chỉ sợ sẽ tình nguyện nhìn tiêu thiên trấn ốm chết cũng không đưa chu quả cho tiêu thiên trấn dùng có điều chuyện này cũng không trách được thương chiêu tông mà còn phải nhận phần ân tình này hiển nhiên thương chiêu tông chỉ do lo lắng cho an toàn của mình nếu như thế không biết hai phái phái ra bao nhiêu người đến trợ giúp tại hỏa qua cơn nguy cơ này nghiêu hữu đạo đưa tay ra hiệu cho hai người dùng trà hít mắt cười hỏi hai người cảm ơn ngô không nói thiên ngọc môn không chỉ cần bận tầm tới quận quảng nghĩa và quận thanh sơn nhân lực thiếu hụt, đường xá lại xa, nhất thời nhân lực khó chạy tới ngay được. Cao Mộc Lan gật gù, đúng vậy đúng vậy, nói trắng ra là sẽ không giúp hắn, như hiểu đạo cười gần, vui cười hớn hở nói. Trưởng quỹ cao e rằng nghĩ một đằng nói một nẻo, phủ vạn động thiên không bảo trưởng quỹ cao ngăn cản tại hạ. Không ngờ đã bị đối phương nhận ra, cao mộc lan thầm dùng mình, người này nhìn như trẻ tuổi, nhưng tuyệt không phải hạng có thể coi nhẹ. Trong lòng nghĩ vậy, bề ngoài cao mộc lan nghiêm mặt nói có thể cầu được xích dương chu quả chữa khỏi bệnh cho thứ sử châu kim chính là chuyện tốt lớn, sao lại ngăn cản? Nghiêu hữu đạo hơi nghiêng người về trước, mắt sáng lên hỏi. Thật, Cao Mộc Lan, tất nhiên là thật, làm sao có thể giả bộ? Được, như hữu đạo vỗ tay khen, tổ tôn ba đời tiêu gia cống hiến cho phủ vạn động thiên. Phủ vạn động thiên không phụ tiêu gia, đây là giai thoại, Cao Mộc Lan cười nói. Hẳn là vậy, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. như hữu đạo phất tay hô giấy và bút mực hầu hạ. Cao Mộc Lan ngạc nhiên, có ý gì? Lấy giấy mực ra làm gì? Viên cương liếc nàng, miệng hơi nhếch lên. Hắc mẫu đơn đã vâng lệnh mang giấy mực lên. Nghiêu hiểu đạo đứng dậy, tự mình rót nước mài mực. Mực đặc đã đầy nhiên, Nghiêu hiểu đạo hai tay dâng bút cho Cao Mộc Lan. Cao Mộc Lan không dám nhận bút, thân thể ngả ra sau, cảnh giác nói. Nghiêu hiền đệ, làm vậy là ý gì? Có ý gì? Nghiêu Hữu đạo đang nâng bút, hơi kinh ngạc vừa nãy ý của trưởng quỹ cao là không chờ mong việc cầu được xích dương chu quả chữa khỏi cho thứ sử sao chẳng lẽ đây không phải ý của phủ vạn động thiên cao mộc lan gật đầu phủ vạn động thiên tất nhiên kỳ vọng thứ sử sớm ngày lành bệnh nhưng ý của ngưu hiền đệ là ngưu hữu đạo nếu đã cầu xích dương chu quả không ngại viết thành ý ra để được minh giám gương mặt cao mộc lan hơi cao lại theo dõi bút trên tay hắn không đưa tay nhận lấy mà đứng dậy thành ý để trong lòng là được hà cớ gì phải viết ra Nghiêu hữu đạo lắc đầu, trưởng quỹ cao có điều chưa biết, những gì mà tại hạ nghe nói có điều khác với trưởng quỹ cao. Tại hạ nghe nói phủ vạn động thiên cho rằng lấy xích dương chu quả về sẽ rước lấy phiền phức cho phủ vạn động thiên, cho nên phái trưởng quỹ cao tới giết ta. Cao Mộc Lan hồi hộp, ai tiết lộ, như kế hoạch đã dự tính, nàng ta mặc cho nghiêu hữu đạo nói sao cũng được, nhưng hôm nay đối phương có quan hệ chưa rõ ràng với băng tuyết các, thực sự khiến người ta kiêng kỵ. Nàng ta liên tục xua tay, nghiêm nghị nói tuyệt đối không phải việc này, là người nơi nào bịa đặt sinh sự. Nghiêu hữu đạo, nếu là bịa đặt sinh sự, trưởng quỹ cao làm sao lại tiếc rẻ mà không để lại bút tích minh giám. Cao Mộc Lan không rõ đối phương muốn làm gì, sao có thể dễ dàng để người khác nắm đằng chui. Nàng ta đứng lên, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, không cần làm chuyện thừa. Nghiêu hữu đạo gật đầu, đặt bút xuống, nói cũng đúng, không cần hành động thực tế. Nếu phủ vạn động thiên cũng hy vọng lấy được xích dương chu quả, vậy chuyện này nhờ trưởng quỹ cao nói với băng tuyết các vậy. Cao Mộc Lan nghẹn lời nói, không phải ta không muốn, phủ vạn động thiên đã từng cầu băng tuyết các, nhưng đối phương căn bản không đồng ý, ta có nói cũng vô dụng. Nghiêu hữu đạo, lần này khác, ta sẽ giới thiệu cho trưởng quỹ cao, nói chuyện thay trưởng quỹ cao. Cao Mộc Lan, ta không thể làm chủ việc nà, vẫn phải báo về cho sư môn quyết định, cáo từ. Nàng ta chắp tay chào rồi xoay người đi, ngón tay nghiêu hữu đạo gõ xuống bàn cộp cộp, thả ngươi đi rồi, quay đầu một cái ngươi lại giết ta sao? Cao Mộc Lan giật thoát mình, dừng bước, xoay người nói. Ta đã nói, tuyệt không có việc này, nhất định là có kẻ bịa đặt. Nghiêu Hữu đạo nhìn về phía ngô không? Trưởng quỹ ngô, có người muốn giết ta, ông có đồng ý không? Ngô không vẫn bàng quan chợt xứng sờ. Thiên Ngọc Môn hiện đang liên minh với phủ vạn động thiên, nào dám nói lung tung, cười khan nói. Nghiêu huynh đệ, việc này có thể là hiểu làm gì đó. Nếu trưởng quỹ cao muốn giết huynh đệ cũng không thể chạy tới khách sạn thải hồng gặp huynh đệ được, có phải không? Chương 266, đạo ra cho 12. Ngưu Hữu Đảo, ý của ông là ta rời khách sạn, nàng ta mới ra ta có phải không? Không không không, Ngô không liên tục xua tay phủ nhận, phát hiện vị này thật phiền nhiễu. Ý của ta là, nếu trưởng quỹ cao thật sự có ý đồ, nàng ta cũng không cần phải chạy tới tìm huynh đệ. Ngưu Hữu Đảo, vậy phiền ông giải thích một chút vì sao nàng ta nói sao cũng không chịu chứng minh ngô không muốn nói nhưng vừa nghĩ xong lại thớ mình không cần lắm mồm than thở như huynh đệ chuyện này huynh đệ hỏi ta ta cũng không rõ bảo ta phải trả lời thế nào cao mộc lan như huynh đệ ta nói rồi đợi ta báo về sư môn sau khi chắc chắn sẽ cho ngươi một câu trả lời như hữu đạo lạnh lùng liếc nàng ta nếu ngươi không sợ chết thì thử rời khỏi khách sạn xem 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 khách sạn này có mặc kệ kẻ muốn giết ta rời đi hay không cao mộc lan nổi giận muốn tăng tội cho lo gì vô kế nghiêu hữu đạo ta có lòng tốt cảnh tỉnh để ngươi cẩn thận ngươi lại vô lễ như thế đừng khinh người quá đáng nghiêu hữu đạo lạnh nhạt nói có phải đổ thêm tội cho ngươi hay không trong lòng ngươi tự rõ ràng hơn ai khác để lại bút tích hay là ta dẫn ngươi đi băng tuyết các cầu lấy xích dương chu quả tự ngươi chọn đương nhiên ngươi cũng có thể thử giết đường máu ra khỏi khách sạn thải hồng hắn đưa tay lấy bút lông trên bàn đưa về phía cao mộc lan hắc mẫu đơn thầm sợ hãi, không sợ đắc tội với phủ vạn động thiên sao. Ngô không bình chân như vậy, tình hình chưa rõ ràng, tạm thời coi như không thấy gì hết, thân là đại biểu của thiên ngọc môn, đặt lợi ích của thiên ngọc môn lên đầu, ông ta thấy không cần chọc thêm phiền toái cho thiên ngọc môn. Ngực cao mộc lan chập trùng, nàng ta thật hận không thể xông lên bắt lấy đối phương, nhưng nàng ta không dám. Nếu nàng ta thật sự làm như vậy, đừng nói nàng ta có thể sống mà rời khỏi băng tuyết các hay không, mà còn mang tới tai họa ngập đầu cho phủ vạn động tiên. Đừng thấy phủ vạn động thiên uy chấn một phương tại nước triệu, băng tuyết các muốn diệt phủ vạn động thiên chỉ là chuyện một câu nói. Nhưng như hữu đạo không cho nàng ta dư thừa lựa chọn, chỉ ba cái, nhất định phải chọn một. Đi thẳng ra ngoài thì nàng ta không dám, để lại bút tích là cái chuyện ngu xuẩn, nàng ta cũng không làm. Ngẫm nghĩ mãi, cảm giác mình đi cùng hắn cầu một chuyến cũng không có gì, quá lắm thì mở miệng cầu một hồi nếu băng tuyết các không đồng ý nàng ta cũng không thể miễn cưỡng được xin thuốc cho thứ sử tiêu là chuyện đương nhiên ta đi một chuyến cùng ngươi ngươi có thể tới cửa hàng tìm ta bất kỳ lúc nào cáo từ để sau hắn đi cũng không muộn như hữu đạo nhẹ nhàng nói sau đó tới trước giá để bảo kiếm nhấc kiếm lên cao mộc lan chắp tay đang muốn rời đi chợt cứng đờ người cả giận nói ít nhất ta cũng phải quay về bàn giao một tiếng chứ bảo kiếm anh một tiếng được rút ra một đoạn ánh sáng ngoài cửa sổ phản chiếu vào mặt Ngưu Hữu Đạo. Ở lại đây cũng vậy, ta sẽ sắp xếp cho người ở cửa hàng ngươi tới đây. Có chuyện gì, ngươi dặn người khác đi làm là được rồi. Ngươi, Cao Mộc Lan nghiến răng nghiến lợi, ngô không chắp tay, Ngưu huynh đệ, lời đã truyền, bên cửa hàng của ta còn chút chuyện, xin cáo từ trước. Ngưu Hữu Đạo, đừng vội, cùng ở lại đi, có người làm bạn cũng đỡ cho trưởng quỹ cao cô quạnh. Ngô không sầm mặt, như huynh đệ có ý gì, muốn giam lỏng ta sao? xoạch bảo kiếm vào vỏ Ngưu hữu đạo vung tay ném đi viên cương đang khoanh tay trước ngực nhận kiếm Ngưu hữu đạo chắp tay nói trưởng quỹ ngô cả nghĩ quá rồi ta và thiên ngọc môn cũng coi như người quen cũ bảo ông ở lại cũng chỉ muốn ông làm người làm chứng giữa ta và trưởng quỹ cao cũng không được sao chẳng lẽ trong lòng có quỷ cũng muốn hại ta ngô không trầm giọng như huynh đệ không thể nói lung tung gặp ai cũng bắt bớ là không được huynh đệ muốn ta làm chứng ta đồng ý là được ta ở cửa hàng cũng không chạy đi đâu, có việc có thể tìm ta bất kể lúc nào. Nghiêu Hữu đạo, thông báo cho người ở cửa hàng Thiên Ngọc Môn tới gặp ông, có chuyện gì thì bảo người đi làm. Hắc mẫu đơn, chọn một gian phòng chống mời hai vị đi nghỉ ngơi đi. Hung hăng, quyết không dung tình chút nào. Hắc mẫu đơn hãi hùng, nàng biết hắn chỉ đang cáo mượn oai hùng, chỉ là liệu có chơi được hay không. Đắc tội với phủ vạn động thiên, lại thêm thiên ngọc môn, muốn làm gì đây? Hai vị, mời đi theo ta nàng tới trước mặt ngô không và cao mộc lan đưa tay mời hai vị trưởng quỹ giận nhưng không dám sằng bậy tình thế bức bách không thể không cúi đầu ngô không phất tay áo hừ lạnh cao mộc lan nghiêm mặt đi theo liếc mắt nhìn nghiêu hữu đạo lại thả thêm một câu ngô trưởng quỹ nếu thả cho trưởng quỹ cao chạy mất thì đừng trách ta trở mặt hai người kia hơi dừng bước lại không để ý tới đi thẳng viên cương đi tới trước giá đặt thanh kiếm lại Xong tới cạnh Nhiêu Hữu Đạo đang chắp tay đứng trước cửa sổ, nhìn hắn. Nhiêu Hữu Đạo như tự nhủ, chuyện bị chọc thùng, xích dương chu quả lai lịch bất chính, có hay không cũng chẳng có gì khác nhau, mang về hải như Nguyệt cũng không dám dùng. Viên cương, làm sao lại thành ra như vậy? Trong ấn tượng của gã, đạo gia không ra tay thì thôi, vừa ra tay hầu như sẽ không thất bại. Nhiêu Hữu Đạo, đụng phải cao thủ, tên thiệu bình ba kia ra ta rồi, còn nhanh chóng khóa chặt ta như vậy. Kẻ này còn khó chơi hơn ta tưởng. Ta càng không ngờ là y làm sao lại biết được việc ta tới băng tuyết các cầu xích dương chu quả. Kẻ này thực nguy hiểm, viên cương, ta đi châu Bắc một chuyến, tìm cơ hội diệt y. Như hữu đạo lắc đầu, quá mạo hiểm, bên cạnh y rất nhiều cao thủ, khó có cơ hội xuống tay. Viên cương, ngài muốn làm sao, người đi hỏi thăm chỗ dựa sau lưng thiệu ra là ai, báo tên ta mời trưởng quý hoặc quản sự của cửa hàng bên đối phương tới đây. Thêm nữa, cả Lưu Tiên Tông, Thanh Tu Sơn, phù vân tông mời cả tới cho ta nghiêu hữu đạo dặn dò hai người thương nghị xong viên cương cấp tốc rời đi vừa ra khỏi cửa viên cương đụng vào hắc mẫu đơn hắc mẫu đơn cản hắn ta lại thấp giọng hỏi đạo gia làm vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ đối với nàng ta thế lực của phủ vạn động thiên và thiên ngọc môn quá lớn đạo gia sẽ có chừng ngực viên cương không phí lời với nàng ta ném lại một cầu liền đi hắn ta gõ cửa tìm ngụy đa đi cùng nhìn theo hai người đi mất hắc mẫu đơn thầm chửi bới một phen. Sành khách sạn, viên cương tìm hỏa kế hỏi thăm, sau đó cấp tốc gọi đoạn hổ, ngô tam lưỡng và lôi tông khang, ra khỏi khách sạn đi thẳng đến cửa hàng của Đại Thiện Sơn. Khách quan, muốn mua hay bán? Mấy người vừa vào cửa hàng của Đại Thiện Sơn, có hỏa kế tới hỏi thăm. Chỉ là, ngữ khí của hỏa kế dần thay đổi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về đám đoạn hổ phía sau viên cương. Viên cương vươn tay đẩy hỏa kế ra, mắt sán vào người phía sau quầy, vừa đi vừa hỏi trưởng quỹ có ở đây hay không, mấy người theo sau đoạn hổ nhìn thấy hành động của viên cương đều lo lắng. Môn phái có thể chống đỡ cả một châu nào có phải trò đùa. Vị này vẫn không hề khách khí chút nào, hỏa kế muốn nói lại thôi, càng không phản ứng gì. Người đứng sau quầy chính là trưởng quỹ Mai Thạch Khai. Mai Thạch Khai quét mắt sang, cũng chú ý thấy đám đoạn hổ, từ tốn nói. Ta chính là trưởng quỹ, chứ vị có việc, viên cương, đạo gia cho mời. Mai Thạch Khai đại khái biết người được gọi là đạo gia là ai, Tuy Thiệu Bình Ba không cho người của Đại Thiện Sơn ra tay, nhưng bên Đại Thiện Sơn cũng không thể không chú ý tình báo bên này. Không biết vị nào là đạo gia, Mai Thạch Khai biết mà còn hỏi. Nghiêu Hữu đạo, rời khỏi cửa hàng của Đại Thiện Sơn, bên cạnh viên cương thiếu đi một người, để lại lôi tông khang dẫn đường cho Mai Thạch Khai. Đám người lại tiếp tục đi tới cửa hàng Lưu Tiên Tông. Vào cửa hàng, đệ tử của Lưu Tiên Tông lên tiếp đón, cười nói. Khách quan, chương 267, giam lỏng toàn bộ, ầm. Viên cương bỗng nện một quyền thật mạnh vào bụng đối phương. Lực rất mạnh, đệ tử Lưu Tiên Tông bất ngờ không kịp đề phòng bị đấm bay ra sau, phụt một cái phun máu tươi, xương sườn như vang lên tiếng rắc rắc, người đụng rầm rầm vào một loạt quầy hàng. Ngụy Đa và Đoạn Hổ giật mình, hoài nghi vị này bị điên. Hành vi này làm kinh sợ đám người trong Lưu Tiên Tông, lập tức bao vây họ. Tiếu Thiết hiện thân quát bảo, người nào? Viên cương sừng sững đứng, hờ hững nói, trưởng quỹ làm chủ ở nơi này là ai? đi theo chúng ta một chuyến, đạo gia cho mời. Người của Lưu Tiên Tông không quen viên cương, đột nhiên nhảy ra một đạo gia, có ma mới biết là thằng nào. Nhưng khi họ nhìn đám đoạn hổ phía sau hắn ta, lập tức hiểu là nghiêu hữu đạo. Về thôi viễn trong đám đông thì càng không cần phải nói. Gã có quen đám đoạn hổ tại thành trích tinh, nếu nói trước đây gã đứng trước mặt đám đoạn hổ còn có cảm giác cao cao tại thượng, hiện giờ chỉ cảm thấy bùn rủn vô lực, không ngừng chuột dạ. Muốn diệt khẩu, một nghiêu hữu đạo còn chưa đủ, còn thêm mấy tên nữa. Chuyện gì vậy? Ô thiếu hoan nghe thấy động tính đi từ phía sau lên, mắt nhìn về phía các quầy hàng đổ vỡ lộn xộn, cả đệ tử bị đấm hộp máu, hôn mê đang được nâng dậy, sắc mặt giận dữ. Tiếu thiết mau chóng chạy tới, nói thầm cho hai vị trưởng lão ô thiếu hoan và lệ quang. Sắc mặt ô thiếu hoan đầy sự giận dữ, bầu không khí căng thẳng trong cửa hàng chợt trở nên một ngạt. Chúng ta không quen biết đạo ra gì cả ô thiếu hoan nói. Viên cương cứng rắn nói, nhiêu hữu đạo, Ô thiếu hoan, ngươi là ai? Y hoài nghi đối phương là người của băng tuyết các, nếu không sao có thể lớn lối như vậy. Viên cương, để người làm chủ ở đây ra trả lời, người không liên quan đứng sang bên. Ô thiếu hoan nhìn chung quanh, ở đây, ta có thể làm chủ. Viên cương, đạo gia cho mời, theo chúng ta đi khách sạn Thải Hồng một chuyến. Ô thiếu hoan rất xoắn suýt, không rõ quan hệ giữa nghiêu hữu đạo và băng tuyết các, không dám manh động. Nhưng nếu y quá mềm, nhiều đệ tử còn đang nhìn đây, bèn nghiêm mặt nói. Người đã thương đệ tử tệ phái, món nợ này tính thế nào? Viên cương, trước hết đi theo chúng ta một chuyến, sau khi về, người muốn làm sao cũng được, dù thế nào ta cũng đều tiếp. Lời này xem như trả lời ô thiếu hoan, chỉ ít cũng để cho y xuống thang trước mặt các đệ tử. Lúc nào cần cứng, lúc nào cần mềm, viên cương tự có tính toán, sẽ không làm hỏng chuyện của Ngưu hữu đạo. Đây cũng là nguyên nhân Ngưu hữu đạo để viên cương tự mình ra mặt, nếu không việc mời người này cũng không cần viên cương làm chân chạy. Dưới tay hắn cũng không phải không có ai, để đám hắc mẫu đơn đi một chuyến là được. Nhưng đám hắc mẫu đơn không đủ trọng lượng, thiếu độ lửa, từng trường kỳ bị đặt dưới dâm uy của các môn phái lớn, dáng vẻ bỡ ngỡ sẽ không có lực, dễ bị người ta coi khinh. Tại một số việc, chỉ kém một đường nhưng khác biệt một trời một vực. Viên cương thì khác, hắn ta làm chủ được tình cảnh. Chỉ chốc lát sau, một đoàn người đi ra. Ngô Tam Lưỡng dẫn ô thiếu hoan đi khách sạn Thải Hồng. Viên Cương dẫn những người còn lại đi nhà tiếp theo. Khách quan, cửa hàng Phù Vân Tông, hỏa kế tới đón khách, Viên Cương lại mãnh liệt đạp một phát. Đùng, hỏa kế đang cười rạng rỡ bất ngờ không kịp trở tay, bị đạp bay, phun máu ngã xuống đất. Những người khác trong cửa hàng bị dọa hãi hùng, đoạn hổ và ngụy đa toát mồ hôi, vị này quá mãnh là muốn đạp cửa từng nhà đây. Lại không biết rằng, Chuyện này ít nhiều có quan hệ đến việc viên cương biết ba nhà này từng phái người truy sát nghiêu hữu đạo. Ai, đạo ra cho mời, ra khỏi cửa hàng của Phù Vân Tông, viên cương tiếp tục lao tới nhà tiếp theo. Đoạn hổ dẫn trưởng quỹ Tào Hoành rời đi, khách sạn Thải Hồng, lôi tông khang dẫn đường, trưởng quỹ Mai Thạch Khai của cửa hàng Đại Thiện Sơn rốt cục may mắn đi lên được tầng cao nhất của khách sạn. Bình thường không thể tới được, ông ta biết nơi này không phải ai cũng có thể ra vào. Đó là nơi chiêu đãi khách quý của băng tuyết các còn là loại đứng đầu. Cửa không khóa, hắc mẫu đơn bồi hồi ngồi trước cửa. Trong phòng, như hữu đạo nhắm mắt ngồi sau bàn, không biết đang suy nghĩ gì. Lôi tông khang và hắc mẫu đơn chạm mặt liền giới thiệu Mai Thạch Khai. Chờ đi, hắc mẫu đơn cười gật đầu ra hiệu cho Mai Thạch Khai, sau đó tới cạnh như hữu đạo, cúi người nói nhỏ bên tai hắn. Đạo gia, trưởng quỹ Mai Thạch Khai của cửa hàng Đại Thiện Sơn đến rồi. như hữu đạo ừ trả lời, hắc mẫu đơn quay về phía cửa vẫy tay. Lôi Tông Khang lập tức đẩy cửa mời Mai Thạch Khai vào. Hai người đi vào, Lôi Tông Khang đứng một bên, Mai Thạch Khai chắp tay chào Ngưu Hữu Đạo. Ngưu huynh đệ tìm ta có việc, Ngưu Hữu Đạo chậm rãi mở mắt nói, nghe nói Đại Thiện Sơn muốn giết ta. Mai Thạch Khai sững sờ, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đối phương không hỏi đúng sau, đen trắng đã hỏi toạc ra khiến ông ta vẫn phải bất ngờ, vội xua tay nói. Sao có chuyện đó, Đại Thiện Sơn không thù không oán với Ngưu huynh đệ lời ấy của Ngưu huynh đệ là từ đâu ra? Ngưu Hữu Đạo, Mai trưởng quỹ có thể làm chủ chuyện của Đại Thiện Sơn không? Mai Thạch Khai cười ha ha nói, ta chỉ quản lý chuyện cửa hàng bên này thôi, sao có thể làm chủ chuyện sư môn? Vấn đề thế này, ông ta nhất định phải từ chối. Ngưu Hữu Đạo, xem ra có rất nhiều chuyện mà trưởng quỹ Mai không biết. Như vậy đi, làm phiền trưởng quỹ truyền tin về, mời trưởng môn Đại Thiện Sơn tới băng tuyết các một chuyến. Nụ cười của Mai Thạch Khai dần cứng lại, ta có thể truyền tin đi nhưng trưởng môn có tới hay không ta không dám khẳng định nghiêu hữu đạo không sao trưởng quỹ ở tạm trong khách sạn đi lúc nào trưởng môn của quý phái tới ta lại thả người rời đi mai thạch khai sầm mặt có ý gì nghiêu hữu đạo không có ý gì chỉ muốn nói rõ với quý phái việc này ông đã không làm chủ được thì không cần quan tâm mai thạch khai trầm giọng nói nếu ta không ở lại nghiêu hữu đạo ta cũng không hy vọng ông giết ra khỏi khách sạn thải hông khóe miệng mai thạch khai co giật, hai người đối mắt nhìn nhau, chuyện không liên quan tới ngươi, đừng tự gây phiền toái cho mình, để người có thể làm chủ tới xử lý. Nghiêu hiểu đạo bê chén trà, nghiêng đầu nhìn lôi tông khang. Mời trưởng quỹ khai về phòng ngươi nghỉ ngươi đi, sau đó quay về cửa hàng của họ mời người đến truyền lời giúp trưởng quỹ mai. Vâng, lôi tông khang đáp, đi tới trước mặt mai thạch khai, giơ tay mời đi. Hắc mẫu đơn toát mồ hôi, đã bắt trưởng quỹ của thiên ngọc môn và phủ vạn động thiên, lại bắt thêm người của đại thiện sơn rốt cuộc hắn muốn làm gì không lâu sau ngô tam lưỡng dẫn ô thiếu hoan đến tình huống giống lúc trước dù có muốn ngang ngược cũng không ngang ngược nổi trước bối cảnh của khách sạn thải hồng sau đó trưởng quỹ tạo hành của phù vân tông trưởng quỹ lý hỏa vân của thanh tú tông lục tục đi tới đến rồi thì chẳng có kết quả tốt nghiêu hữu đạo không buông tha một ai giảm lỏng toàn bộ trong mắt hắc mẫu đơn nghiêu hữu đạo quả thực phát rồ cáo mượn oai hùng cũng không thể chơi như vậy coi mấy phái khác toàn kẻ ngu si sao. Người bảo trưởng môn nhà người ta đến, trưởng môn người ta sẽ tới gặp ngươi. Đạo gia, ngài giam người của mấy phái lại, sau đây họ nhất định sẽ tìm khách sạn để thương lượng. Như hữu đạo ngồi dựa trên ghế, nhìn bầu trời dần tối ngoài cửa sổ. Hắc mẫu đơn bê chén trà cho hắn, nhắc nhở, nhắc hắn cứ tiếp tục cáo mượn oai hùm như vậy mãi sẽ bị chọc thùng, sau đó muốn thoát rất khó. Hương, ta biết, như hữu đạo đáp, rồi lại tiếp tục nhìn cửa sổ, dáng vẻ thất thần. Bóng dáng viên cương thoáng qua, chặn tầm mắt của hắn, đứng trước cửa sổ nhìn sắc trời, quay lại nói. Khí hậu nơi này biến đổi thất thường, sợ rằng đêm nay có gió tuyết. Nhiều hữu đạo cười, không thể không nói, có hầu tử bên cạnh, nhiều chuyện bớt phải lo. Hầu tử giỏi thu thập tình báo, với những người và sự việc gây bất lợi cho hắn, hầu tử đều sẽ duy trì quan tâm. Trên đường đi, nhiều chuyện hắn không rõ ràng, hầu tử vừa tới đây đã hỏi thăm khắp nơi chung quanh, thí dụ như tình huống tống ra tại đế đô chương 268, nhục nhã một hắc mẫu đơn không nói gì hai người này dường như không hề lo lắng chút nào chỉ có mình thành ra ngu muội vô tri nàng ta nhụt chí ra khỏi cửa vừa ra đã thấy đám đoạn hổ đi tới thế nào đoạn hổ hỏi hắc mẫu đơn cái gì mà như thế nào không phải vậy thì còn thế nào ngô tam lưỡng mẫu đơn viên cương kia thật mãnh cô có biết không hắn ta vừa tìm tới chỗ các gia tộc kia hầu như tới nhà nào đánh nhà đó đánh tới cửa hắc mẫu đơn ngạc nhiên đoạn hồ thổn thức lắc đầu đạo gia thừa dịp cửa hàng người ta không có người liền cướp sạch vị này còn mạnh hơn cả đạo gia vừa vào cửa đã tay đấm chân đá đánh người ta phun máu còn không thèm nói hai lời giữa ban ngày ban mặt vừa vào cửa gặp người liền đánh người ta trọng thương ba người khẽ bàn luận chuyện vừa rồi hắc mẫu đơn phát mộng người ta sợ bắt người sẽ đắc tội với người đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay luôn rồi nhìn dáng vẻ ba người nàng ta cũng nhìn ra chút đầu mối Trước đây nàng ta còn có chút bất mãn với viên cương, sau lưng thầm chửi ba tên quái gở, bây giờ thái độ đối với viên cương có vẻ thay đổi. Trường quỹ sở, khách sạn Thải Hồng bắt người kiểu gì cũng phải có lời giải thích chứ. Sảnh khách sạn, vừa nghe tin ô thiếu hoan bị giam, trưởng lão lệ quang của Lưu Tiên Tông lập tức tìm đến khách sạn, tìm sở an lâu bàn chuyện. Sở an lâu không biết nói gì, không chỉ Lưu Tiên Tông, Thiên Ngọc Môn, Phủ Vạn Động Thiên, Đại Thiện Sơn, các nhà này đều tìm đến cửa là sao. Hiên viên đạo chính là cái tên nghiêu hữu đạo đã giết sứ thần nước Yến sao. Lúc trước nghe người dưới bẩm báo, trên tầng cao nhất người đến người đi, không ngờ lại có chuyện như vậy. Trường quỹ sở, ta là đệ tử Phù Vân Tông. Một đệ tử Phù Vân Tông tiến vào khách sạn, mắt quét quanh sảnh, thấy sở an lâu liền tới giới thiệu. Lại nữa, còn chưa hiểu rõ, sở an lâu lập tức giơ tay bảo dừng. Chư vị chờ đã, để ta đi tìm hiểu tình huống một lượt. Dứt lời, ông ta nhanh chóng rời đi, lên thẳng tầng trên tìm Ngưu Hữu Đạo. Thấy ông ta tới, Ngưu Hữu Đạo đặt chén trà xuống, chắp tay nói. Trưởng quỹ sở, sở An Lâu trầm giọng nói, ngươi chính là Ngưu Hữu Đạo đã giết sứ thần nước Yến. Chính ta, Ngưu Hữu Đạo rất dứt khoát thừa nhận, than thở trưởng quỹ sở thứ tội cho, vì cất bước an toàn, không thể không mai danh ẩn tích. Sở An Lâu, ngươi mượn cờ hiệu khách sạn Thải Hồng, bắt người của mấy môn phái vào khách sạn Thải Hồng. Ngưu Hữu Đạo có vẻ lúng túng nói. Ta thấy trưởng quỹ sở nhiệt tình như vậy, muốn nhân cơ hội giải quyết chút chuyện phiền phức, cho nên mới tìm họ tới đây. Bây giờ xem ra lực uy hiếp của trưởng quỹ sở quả nhiên to lớn. Ngươi còn chủ động tìm họ đến, sở an lâu giơ tay bảo ngừng. Được, hiện giờ ngươi lập tức thả người cho ta, việc này ta coi như chưa từng xảy ra. Như hữu đạo đếm trên đầu ngón tay nói cho ông ta. Không phải ta gây khó dễ cho họ, mà là họ muốn sống mái với ta. Thiên Ngọc Môn muốn giết ta, Phủ Vạn Động Thiên muốn giết ta, Lưu Tiên Tông muốn giết ta, Phù Vân Tông muốn giết ta, có nơi đã tập trung người tới rồi. Trường quỹ sở, vốn họ còn không phát hiện ta, ngài nhiệt tình chiêu đãi khiến họ đột nhiên khiến ta bị người ta chú ý, làm ta bị lộ ra, ngài bảo ta phải làm sao bây giờ. Tên này rốt cuộc đã đắc tội với bao nhiêu người, sở an lâu thầm mắng, trầm giọng nói, đó là việc cá nhân của ngươi. Khách sạn Thải Hồng không can dự đến ân oán bên ngoài, càng không có đạo lý vô duyên vô cớ bắt người làm như ngươi sau này còn ai dám vào đây ở nhân hiện tại còn chưa gặp phải chuyện ngươi lập tức thả người ngươi hẳn phải biết bối cảnh khách sạn dám lợi dụng khách sạn là muốn chết nghiêu hữu đạo nếu trưởng quỹ đã nói vậy ta cũng không dám nói thêm điều gì chỉ có thể nghĩ cách thoát thân trưởng quỹ đã nhiệt tình hậu đái, ta nhớ phần ân tình này rồi vậy thì cáo từ sở ăn lâu cau mày ngươi đi đâu nghiêu hữu đạo ta nào có biết đi đâu nơi nào có thể trốn thì đi nơi đó Nói chung, phải mau mau thoát thân, không nhân dịp lúc này bỏ chạy còn chờ chúng chuẩn bị kỹ càng tới giết ta sao. Viên cương bên cạnh thờ ơ với phản ứng của sở an lâu. Hắn ta không làm được trò giả ngây giả dại như đạo gia, cũng sẽ không làm. Sở an lâu nghẹn lời, đại tổng quản bảo ông ta cố gắng chiêu đãi hắn, nói là có việc để người này đi làm, nếu làm người ta chạy mất thì sao. Sau khi lấy lại tinh thần, ông ta hỏi ngược lại. Ý người là ta đã hại ngươi, như hữu đạo xua tay không có không có, sở an lâu, hiện tại ngươi không thể đi, nghiêu hữu đạo, ta thả họ đi, ta cũng đi không được sao, sở an lâu không biết giải thích với hắn thế nào, lại cường điệu nói. Ta nói lại lần nữa, khách sạn Thải Hồng không cuốn vào ân oán riêng của các ngươi. Ngươi muốn lợi dụng khách sạn chặn phiền toái cho ngươi chỉ là tự gây phiền phức cho mình. Dám lợi dụng cả băng tuyết cát, ngươi không gánh vác được hậu quả đâu. Nghiêu hữu đạo, ta nào dám lợi dụng băng tuyết cát ta chỉ muốn nhân cơ hội này để đàm phán với các phái. Đàm luận tốt, họ đồng ý buông ta cho ta thì thôi. Đàm luận không được, ta cũng không dám yêu cầu băng tuyết các làm gì cho ta. Sở An Lâu rất muốn hỏi hắn, như vậy không phải lợi dụng thì là gì. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, người ta lợi dụng lúc này bỏ chạy cũng không được, bên này sẽ không để hắn đi. Sở An Lâu không nói tiếng nào, xoay người đi ngay. Trưởng quỹ sở, như hữu đạo gọi với theo vài tiếng cũng không giữ lại được. Viên cương tới cửa, xác nhận sở an lâu đã đi, rồi quay về, nhỏ giọng nói. Người đi rồi, nghiêu hữu đạo ông ta cũng không làm chủ được việc này, hẳn là đi xin chỉ thị. Rất nhanh, mấy tên hỏa kế dưới lầu bảo vệ nơi này, không cho bất luận người nào ra vào, xem như đang trông chừng không cho đám người kia chạy mất. Sở an lâu đi ra cửa sau của khách sạn, cả khách sạn này giống như một vách núi, mà phía sau khách sạn là một vách núi thực sự. Một thác nước ào ào trút từ trên vách núi xuống hai bên vách búi có thềm đá quanh co rẽ xuống sở ăn lâu không đi thềm đá và lao thẳng lên tới một khu vực xanh um duy nhất trong trời đất ngập tràn băng tuyết này giữa màu xanh gì thấp thoáng lầu quỳnh điện ngọc trong một tòa lầu ngọc các cô gái mặc áo trắng hoặc đứng hoặc ngồi hoặc chấp bút viết hoặc đi tới đi lui truyền nhau giấy tờ bên ngoài lầu ngọc thỉnh thoảng có kim xí bay tới bay lui không ngừng có tin tức được tiếp nhận nơi này chính là đầu mối tạo ra đan bảng trong phòng khách sạch như lau như ly một phụ nhân áo xám Tóc Mai Điểm Bạc đang chắp tay đi giữa đám nữ tử đi tới đi lui, thỉnh thoảng dừng bước nhìn giấy tờ của các cô gái kia, chính là Hàn Băng, đại tổng quản băng tuyết Các. Sau khi có người tới thông báo, Hàn Băng rời khỏi căn phòng rộng rãi. Sở An Lâu đứng ngoài chờ đợi liền khom mình hành lễ. "Đại tổng quản, Hàn Băng bình đạm hỏi, chuyện gì?" Sở An Lâu đi cùng bà xuống bậc thang bằng ngọc, "Bẩm đại tổng quản, hiên viên đạo kia có chút vấn đề." Hàn Băng vừa đi vừa hỏi, "Vấn đề gì?" Sở An Lâu thân phận thực sự của hiên viên đạo kia thực ra chính là kẻ ám sát sứ thần nước Yến, như hữu đạo. Còn cần ngươi đi thăm dò thân phận của hắn hay sao? Hàn băng lạnh nhạt nói, ta đã sớm biết hắn là nghiêu hữu đạo, vậy thì thế nào, bảo hắn vẽ bức tranh mà thôi, có vấn đề gì không? Vẽ tranh, sở an lâu ngạc nhiên, sớm biết đối phương là nghiêu hữu đạo. Bây giờ ông ta mới biết phải làm gì? Hàn băng, hắn vẽ một bức tranh cho toa huyễn lệ, toa huyễn lệ mời tiểu thư cùng xem, Tiểu thư xem xong rất hân hoan, chỉ đơn giản vậy thôi. Chúng ta chỉ muốn tìm Hiên Viên Đạo vẽ một bức, không cần phải chọc vỡ thân phận của hắn, tham gia chuyện thị phi, hiểu ý của ta không? Sở An Lâu đổ mồ hôi, "Đại tổng quản, không phải là tôi muốn làm lộ, mà là thân phận của hắn đã bị người ta biết." Ông ta nói lại tình huống đại khái. Chương 269, nhục nhã 2. Hàn Băng nghe xong, liên tục hừ lạnh, "Đúng là điếc không sợ súng, ngay cả băng tuyết các mà hắn cũng dám lợi dụng." sở an lâu tôi sẽ nghĩ cách tìm họa sĩ tốt nhất khác tới cho tiểu thư hàn băng chậm bước lắc đầu nói tốt nhất cũng vô dụng tiểu thư nói hắn vẽ rất đặc biệt là độc nhất vô nhị thiên hạ sở an lâu không nói gì phóng đại như thế sao hàn băng đã truyền tin cho tiểu thư qua thời gian nữa tiểu thư sẽ từ hải ngoại quay về để hắn chờ tiểu thư về đi sở an lâu ý của ngài là tầng cao nhất của khách sạn lần thứ hai gặp mặt nghiêu hữu đạo sở an lâu lập tức nói lập tức thả người, như hữu đạo nghiêng đầu dặn dò hắc mẫu đơn, làm theo lời trưởng quỹ sở đi. Vâng, hắc mẫu đơn có phần lo lắng, đề phòng, nhanh chóng bước đi. Sở An Lâu cũng xoay người rời đi, viên cương nhỏ giọng nói bên tai như hữu đạo, có biến gì hay không? Như hữu đạo nghiêng đầu, nhỏ giọng trả lời, chắc là không, không thì ông ta đi thả người luôn là được, đâu cần khách khí chào hỏi chúng ta trước như vậy làm gì. Hai người cũng đi ra khỏi phòng, thấy sở an lâu chắp tay đứng tại sảnh hắc mẫu đơn gõ cửa từng phòng chào hỏi chỉ chốc lát sau ngô không của thiên ngọc môn cao mộc lan của phủ vạn động thiên mai thạch khai của lưu tiên tông ô thiếu hoan của Phủ vân tông hỏa vân của thanh tú sơn và những người khác lục tục đi ra bên ngoài liên tục có động tĩnh khiến mấy người bùi nương tử cũng mở cửa nhìn ra sở an lâu quay lại hỏi ngưu hữu đạo chỉ bằng ấy người thôi sao ngưu hữu đạo gật gật đầu sở an lâu chắp tay nói với mọi người mọi người xin lỗi là ta sợ ý làm mọi người phải chịu uất ức khách sạn Thải Hồng sẽ không cuốn vào chuyện thị phi bên ngoài, sẽ không nhúng tay vào chuyện của mọi người. Sở mỗ xin lỗi một câu, mọi người có thể quay về đi. Chỉ vậy đã thả người, viên cương nghiêng đầu nhìn như hữu đạo, như này không phù hợp với mong muốn có việc cầu người của băng tuyết các đối với đạo gia. Gương mặt như hữu đạo thoáng căng ra, không ngờ băng tuyết các tàn nhẫn như thế, vừa muốn ngựa chạy lại còn không cho ăn cỏ. Hắn quả quyết lên tiếng, các vị, ân oán giữa chúng ta không liên quan đến khách sạn Thải Hồng tất cả đều là do ý của cá nhân ta. Phiền các vị thông báo cho trưởng môn các phái một tiếng, nhanh chóng tụ tập tới băng tuyết các. Sở An Lâu bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía hắn. Như Hữu đạo mặt không hề cảm xúc nhìn lại, Sở An Lâu lại chắp tay nói với những người kia, mọi người, giống như hắn nói, không liên quan đến khách sạn Thải Hồng. Hắn ra khỏi khách sạn, sống hay chết cũng không liên quan đến khách sạn. Mọi người có oán báo oán, có thù báo thù, chúng ta tuyệt không nhúng tay vào, Ngưu Hữu Đạo gật đầu, không sai, một sướng một hỏa, đám người bị giam lỏng thầm mắng Sở An Lâu, đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Mấy người chắp tay thi lễ với Sở An Lâu, không để ý tới Ngưu Hữu Đạo, lục tục rời đi. Mấy người bùi nương tử đứng ở cửa xem chuyện đều quay sang nhìn nhau, không biết vừa xảy ra chuyện gì. Đợi tất cả mọi người đi hết, Ngưu Hữu Đạo hỏi Sở An Lâu. Trưởng quý, chúng ta có thể đi chưa? Ở tạm mấy ngày, sau đó các chủ muốn gặp ngươi. Sở An Lâu nói xong, lại áp mu bàn tay che miệng, ghé sát mặt Nghiêu Hữu Đạo, nhỏ giọng dặn. Nghiêu Hữu Đạo, ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu. Tiện nghi nên chiếm cũng đã cho ngươi chiếm, coi như thù lao trả cho ngươi sau khi xong việc. Nhưng chuyện này chấm dứt ở đây, sau này không cho phép sử dụng danh nghĩa băng tuyết các làm bất cứ chuyện gì. Ngươi thể yếu, không chịu nổi phúc phận lớn như vậy đâu, sẽ đè chết người đấy. Dứt lời, ông ta đưa tay tát chát chát lên mặt Nghiêu Hữu Đạo hai cái nghiêu hữu đạo đứng yên không nhúc nhích cũng không né tránh mặt hắn bị tát thành hai dấu tay đỏ hồng đồng thời tay hắn nắm chặt tay viên cương không cho hắn ta vọng động ngụy đa nhận được ánh mắt của nghiêu hữu đạo cũng dừng lại nắm chặt tay cúi đầu sở an lâu chăm chú theo dõi viên cương đang sao động ta ở ngay trong khách sạn thải hồng có ý kiến có thể tìm ta bất cứ lúc nào ý là muốn báo thù bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta ta sẽ chờ ở đây quẳng lại một ánh mắt miệt thị chắp tay xoay người đi vào nhà trong. Thực ra ông ta cũng không cần sợ bọn họ trả thù. Trong sảnh yên lặng như tờ, đám hắc mẫu đơn nhìn Ngưu Hữu Đạo, nhìn vết tay đỏ trên mặt, sững sờ, không biết nên làm sao cho tốt. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Đạo gia không gì không làm được trong mắt họ sẽ phải gánh chịu sự nhục nhã mà chỉ họ mới phải gánh chịu. Mấy người bùi nương tử nhìn nhau, chỉ cần không mù cũng nhận ra vị này vừa bị trưởng quỹ sợ kia xỉ nhục, không phải lúc trước còn khách khí với nhau lắm sao. Nhìn theo bóng dáng sợ an lâu biến mất sau cầu thang, ánh mắt lạnh lùng nhìn theo, viên cương thấp giọng nói. Ta chuyển mấy tấn thuốc nổ đến, giúp lão ta trang điểm khách sạn một phen. Cái bà tai này đáng giá, là tự ta gây ra. Còn phải làm việc, người chớ làm loạn, lúc này nghiêu hữu đạo mới buông lỏng của tay hắn ta. Viên cương, chỉ vậy là quên sao, có tính toán hay không còn phải xem tình huống rồi nói, ác mồm chửi bới không có ý nghĩa gì. Nghiêu hữu đạo nhỏ giọng trả lời tiện đà xoay người vẫy vẫy tay với hắc mẫu đơn. Hắc mẫu đơn đi tới, đạo ra, nghiêu hữu đạo, tình huống có biến, người lập tức đi cửa hàng của phủ vạn động thiên, nói với Cao Mộc Lan. Cứ nói lúc trước bảo trưởng mông phủ vạn động thiên đến chỉ là nói đùa, bảo nàng ta, ta sẽ không liên lụy vào chuyện xích dương chu quả nữa, để nàng ta không đặt trong lòng. Mang theo lôi tông khang, có thể hỗ trợ cho nhau. Bị thiệu bình ba chơi một vố, thêm vào quá nhiều biến số không rõ. Chuyện đến nước này, kế hoạch của hắn đã triệt để rối loạn. Lúc này xem như đã nếm phải thiệt thòi ngầm từ thiệu bình ba, không tiếp thu cũng không được. Vâng, hắc mẫu đơn trả lời, sau đó gọi lôi tông khang cùng đi. Được rồi, không sao rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Nghiêu hữu đạo vung tay nói với những người khác, mấy người bùi nương tử chậm rãi đi tới. Bùi nương nhìn dấu tay trên mặt nghiêu hữu đạo, có vẻ muốn nói lại thôi, hỏi. Chuyện gì vậy, nghiêu hữu đạo mỉm cười nói, làm chút chuyện khiến người ta không vui yên tâm không có chuyện gì cả mọi người có thể an tâm ở lại đây nếu thực sự không yên lòng mọi người cũng có thể đổi chỗ ở không miễn cưỡng hai ngày sau mấy người bùi nương tử vẫn đi trước đó còn tới chỗ nghiêu hữu đạo chào hỏi nàng ta không nói tới chuyện tiền đặt cược nghiêu hữu đạo cũng không nói một con điêu lông vàng to lớn từ trên trời hạ xuống đằng sau nó còn có hai con điêu vàng không đeo phụ trọng hạ xuống vách núi đám bùi nương tử kéo theo hạo thanh thanh nhảy lên từng con điêu vàng ba con điêu vàng to lớn mang theo họ bay lên trời. Tình cảnh này khiến người không ít người trong ngoài cốc kinh hãi rào rạt. Cần phải biết, loại vật cưỡi to lớn có thể mang người bay này hơi tí đã đáng giá nghìn vạn đồng vàng. Khắp thiên hạ, người có thể dùng không nhiều, huống chi còn là một lượt ba con. Tiền cược không nói tới thực đáng tiếc, đứng trên vách núi đưa tiến, như hữu đạo nhìn theo ba điểm đen bay về phương xa, tự diễu nói thầm. Hai ngày sau, sở an lâu lại tới tìm như hữu đạo. Tiên sinh hiên viên, sở an lâu vui cười hớn hở chắp tay chào như chưa từng xảy ra chuyện gì viên cương lạnh nhạt cơ mặt căng ra nghiêu hữu đạo cũng cười chắp tay đáp lễ trường quỹ sở có gì dặn dò hắn cũng làm như chưa có chuyện gì xảy ra sở an lâu nói các chủ về rồi mời tiên sinh theo ta nghiêu hữu đạo nghe lời rõ ý hóa ra các chủ của băng tuyết các lúc trước không có ở đây trước mắt ông ta còn đang tính giữ mình lại chỗ này không chịu thả thấy rồi lại không gặp lại ý gì được được được, Nhiêu Hữu Đạo vội đáp lại, xin mời, Sở An Lâu đưa tay mời, tự mình dẫn Nhiêu Hữu Đạo đi. chương 270, nghề nào cũng có chuyên môn. Nhiêu Hữu Đạo cũng không mang theo quá nhiều người, chỉ dẫn theo một mình viên cương, nói là làm trợ thủ. Đối với việc này, Sở An Lâu không có ý kiến gì, dù sao cũng không biết, không dễ ngăn cản. Hắc mẫu đơn nhìn theo, bĩu môi, hơi ghen, từ lúc ở thành trích tinh, hắn vẫn dẫn theo nàng ta viên cương này vừa đến đã không còn chuyện cho nàng ta làm đi từ phía sau khách sạn cả hành trình đi từng bước bắt đầu từ bậc thang bên cạnh thác nước tại vách núi đá màu xanh tươi tốt dần hiện lên đi sâu vào trong trong màu xanh mướt cất dấu vẻ phồn hoa như gấm như lụa các dạng đình đài lầu các nối nhau hiện ra đều dùng ngọc thạch thượng đẳng màu trắng tinh khiết điêu khắc thành vô cùng tinh xảo và hoa mỹ quả thực nói này chân chính là lầu quỳnh điện ngọc thoáng như tiên cảnh ngắm nhìn bốn phía Ngưu Hữu Đạo phát hiện nơi này rất thú vị. Cái gọi là băng tuyết các, vậy mà không thấy chút băng tuyết nào. Hắn khen ngợi, nơi này tốt lắm, thật là danh lam thắng cảnh giữa thế giới băng tuyết. Ha ha, Sở An Lâu cười đáp lại. Hai người đi tới một nhà thủy tạ, thấy đại tổng quản Hàn Băng của băng tuyết các đang ngồi uống trà trong nhà thủy tạ. Sở An Lâu đã giới thiệu cho Ngưu Hữu Đạo một lượt, dặn hắn không được thất lễ. Tiến vào nhà thủy tạ, Sở An Lâu cung kính nói: "Đại tổng quản, người đã đến." Ngưu Hữu Đạo cũng hành lễ, ra mắt đại tổng quản, Viên Cương đứng thẳng phía sau, lạnh nhạt thở ơ, không có ý hành lễ. Hàn Băng à một tiếng, đặt chén trà xuống, đánh giá Ngưu Hữu Đạo một thoáng, sau đó mỉm cười hỏi: "Nghe nói người từng vẽ chân dung cho toa huyễn lệ tại thành Trích Tinh." Ngưu Hữu Đạo gật đầu, quả thực có chuyện đó. Hàn Băng, nghe nói tài nghệ vẽ của ngươi rất đặc sắc, lát nữa ta cũng muốn thử xem. Ngưu Hữu Đạo, đại tổng quản quá khen, cho vặt chỉ đáng để vui đùa, thật sự chưa ra hồn gì. Hàn băng lắc đầu, không đồng ý, tốt chính là tốt, không cần khiêm tốn. Đúng rồi, nghe nói tranh ngươi vẽ không rẻ. Ta đã hỏi hướng minh ở thành trích tinh, y nói ngươi vẽ một bức đã có giá 10 vạn đồng vàng, chính là giá trên trời. Sở An Lâu bên cạnh hơi kinh ngạc, một bức tranh giá 10 vạn đồng vàng. Bức tranh gì mà quý giá như vậy? Nghiêu hữu đảo, nếu đại tổng quản cần, tại hạ không lấy một đồng. Hàn băng xua tay, không cần, tồn tại tức hợp lý giá thị trường như nào thì cứ để như thế băng tuyết cắt sẽ không quấy loạn nghiêu hữu đảo, đại tổng quản có điều không biết sở dĩ tại hạ không lấy một đồng là bởi có một điều kiện sở an lâu lạnh lẽo liếc qua ý đã rất rõ ràng dám bày điều kiện ra đây ồ hàn băng chậm rãi bưng chén trà lên dùng nắp chén gạt lá trà trên mặt nước khép hờ mắt có như hờ hững nói điều kiện gì nói nghe một chút nghiêu hữu đảo, vẽ tranh chỉ là thứ dùng để tự giải trí Tại hạ cũng không dùng vẽ để mưu sinh, cũng không muốn người khác cho rằng ta là kẻ diễn siếc. Bằng không, tất nhiên các loại phiền toái, hỗn tạp sẽ tranh nhau đạp tới. Người có tiền, có thế trong thiên hạ nhiều biết bao, nếu mà họ thật sự dồn dập kéo đến, ta cũng chẳng cần tu luyện nữa, từ chối cũng không xong. Mở cái giá cao ở thành trích tinh một phần cũng là vì nguyên nhân này, mục đích cũng chỉ là để người khác biết khó mà lui. Vì lẽ đó, hy vọng đại tổng quản có thể giúp đỡ giữ bí mật chuyện vẽ vời cho nếu tuyên dương khắp nơi chỉ e tại hạ không còn được tự tại nếu đại tổng quản có thể đồng ý tại hạ không lấy một đồng còn tưởng là điều kiện gì hóa ra là cái này hàn băng hấp một ngụm trà nở nụ cười đặt chén trà xuống đáp ngươi đúng là có tiền cũng không muốn kiếm có điều nhắc tới cũng đúng nếu không có tòa huyễn lệ tiết lộ ra bên ta cũng không có ai tìm đến ngươi tìm đến ngươi rồi ngươi cũng không thể nào từ chối tương tự như vậy luôn luôn sẽ có lúc đụng phải người cá biệt khó chơi sớm muộn cũng gây chuyện phiền phức ừm việc nào ra việc nấy đồng ý với ngươi cũng không có gì bên thành trích tinh ta sẽ giúp ngươi nói chuyện bảo ngươi xuất lực lại còn gây phiền toái cho người thật không còn gì để nói còn về giá tiền giá bao nhiêu chính là bấy nhiêu chỗ ta không chiếm tiện nghi của ngươi nghiêu hữu đạo chắp tay cảm ơn đại tổng quản đã giúp hàn băng giơ tay đáp một nha hoàn phía sau cầm một sấp kim phiếu tới trước mặt nghiêu hữu đạo hai tay dâng lên. Sở An Lâu liếc mắt, sững sờ, một sấp giày như vậy phải cần bao nhiêu tiền. Xem sơ giá trị, sấp đó nào phải 10 vạn đồng vàng, 10 lần 10 vạn đồng vàng cũng có ấy chứ. Đại Tổng Quản, thế này là, như Hữu đạo cũng kinh ngạc, Hàn Băng đứng dậy hỏi, vẽ 10 bức tranh khác nhau cho các chủ, có được chăng? Như Hữu đạo nhìn sắc trời một chút, quay đầu lại hỏi. Không biết là vẽ chân dung hay là muốn vẽ thêm bối cảnh. Hàn băng, các chủ nói tranh toa huyễn lệ rất đẹp vẽ toa huyễn lệ có bối cảnh không như hữu đạo có hàn băng vậy vì sao ngươi hỏi vậy có bối cảnh và không có bối cảnh có điểm đặc biệt gì hay sao như hữu đạo đại tổng quản là thế này một tờ giấy trắng vẽ một người không có bối cảnh thì có vẻ khá đơn điệu dùng bối cảnh để tôn vẻ đẹp của người tất nhiên sẽ đẹp hơn tuy nhiên khi đó vẽ cho thành chủ toa đại tổng quản có thể hỏi tổng quản bên đó bối cảnh của tranh là cần phải đi dạo hết thành trích tinh tuyển chọn thật tỉ mỉ mới có thể tôn lên thành chủ toa. Thêm nữa, sau khi thêm bối cảnh, bức tranh sẽ khá dài. Nếu các chủ cũng cần bối cảnh thì cũng không thể tùy tiện tìm cây cối, đá tảng gì đó để làm bối cảnh chứ. Dù sao cũng phải phối hợp chút mới đẹp, chọn cảnh thêm vào tranh sẽ tăng thêm thời gian vẽ bối cảnh. Một ngày muốn vẽ 10 bức vốn là không thể, ít nhất cũng phải mất hai ngày. Có đạo lý, Hàn băng gật đầu trầm ngâm, lại hỏi, ngươi không có thời gian sao? như hữu đạo lắc đầu, nhiều ít một ngày không có ảnh gì với ta cùng lắm thì khổ cực một chút tiêu hao tinh lực chút mà thôi hàn băng chỉ sắp kim phiếu trên tay nha hoàn vậy cứ định như thế đi cung kính không bằng tuân lệnh như hữu đạo chắp tay cảm ơn cũng không ra vẻ nhận lấy kim phiếu sở an lâu không nhịn được mà ngó nghiêng thần tình co quắp một triệu đồng vàng bao nhiêu người mệt mỏi kiếm cả đời cũng chẳng được nhiều như vậy bao nhiêu cao thủ chém chém giết giết mỏi tay cũng chẳng kiếm được nhiều như vậy kẻ này chỉ vẽ tranh mà thôi vẽ một, hai ngày đã kiếm nhiều như vậy, còn nói cái gì cực khổ thêm chút, còn lẽ trời hay không? Ông ta lại muốn xem xem là vẽ cái gì mà đáng giá như vậy. Thấy Nghiêu Hữu Đạo đồng ý, Hàn Băng cũng khá chờ mong vào bức tranh có thể làm cho tiểu thư mấy lần nhắc tới, hỏi. Bây giờ bắt đầu luôn sao? Nghiêu Hữu Đạo, chọn cảnh trước đi, ngày hôm nay đặt nặng chuyện xem cảnh, tiếp theo sàng lọc tốt, chọn người bối cảnh tốt nhất, sau đó ta sẽ cấu tứ một lần, nhìn xem vẽ ra sao, không thích hợp vội vàng hạ bút. Ừm, Hàn Băng gật đầu, nghề nào cũng có chuyên môn, nói có lý. Nghiêu hữu đạo, còn phải chuẩn bị dụng cụ vẽ. Tiểu rong, Hàn Băng chỉ nha hoàn ban nãy. Cần chuẩn bị gì, cần chọn cảnh ra sao, người có thể tìm nàng ấy. Được, Nghiêu hữu đạo lại chắp tay nói. Đại Tổng Quản, còn có một chút quan hệ đến chuyện vẽ, có thể nói chuyện riêng một chút hay không? Tên này lại muốn dẫn lửa thiêu thân gì đây? Sở An Lâu lườm hắn. Hàn Băng ngẩn ra, phất phất tay. Các ngươi lui ra đi. Vâng, sở an lâu và nha hoàn cáo lui, ra khỏi thủy tạ, đứng xa một chút. Nói đi, hàn băng nói, như hữu đạo, đại tổng quản, là thế này, tính cách các chủ như thế nào. Thấy hàn băng đột nhiên sầm mặt, lạnh lẽo nhìn, hắn vội vàng xua tay. Đại tổng quản không nên hiểu lầm, chuyện vẽ vời nhìn thì đơn giản, nhưng rất cần chú ý. Nói trắng ra, muốn người được vẽ thỏa mãn, nhất định phải biết sở thích của người đó ra sao mới biết phải vẽ thế nào mới hợp nhãn. Ví dụ như có người thích bức tranh ấm áp một chút, có người lại thích lạnh một chút, đơn giản một chút hoặc phức tạp một chút. Mặt khác, ta cần tận mắt gặp bản thân các chủ một thoáng, quan sát các chủ một chút, xem xem bối cảnh nào mới xứng với các chủ. Bối cảnh này thực ra giống như y phục của phụ nữ. Một bộ y phục có đẹp mà không hợp thì cũng vô dụng, không phải người phụ nữ nào mặc vào cũng có thể đẹp đẽ. chương 271, Xích Dương Chu Quả Câu nói sau làm một người phụ nữ như Hàn Băng rất tán thưởng, có điều nàng ta vẫn hỏi. Ngươi vẽ cho toa huyến lệ cũng cần như vậy chăng? Viên cương bên cạnh thầm nghĩ, cần phức tạp vậy sao? Nghiêu hữu đạo, đại tổng quản có thể hỏi tổng quản hướng. Trước khi vẽ, thành chủ toa đã tự mình tiếp đãi ta đi khắp nơi chọn cảnh. Ta từng có thời gian khá dài trò chuyện và tiếp xúc với thành chủ toa. Lúc chọn cảnh còn trực tiếp nói chuyện với thành chủ toa để so sánh. Lần này vẽ người bức, ta e lôi kéo dần vật các chủ sẽ khiến cho các chủ không vui. Đương nhiên, nếu các chủ không nghe chuyện này, vậy thì cũng không cần thiết, coi như ta không nói. Hàn băng trầm mặc một chút, nói, ta sẽ sắp xếp cho người đi gặp các chủ, còn về tính cách của các chủ là trong nóng ngoài lạnh, thích đơn giản, không thích phức tạp, là nữ tử thanh lãnh. Đối với việc đối phương nói ra như vậy, còn đồng ý với mình, như hữu đạo không bất ngờ chút nào. Đụng tới vấn đề như vậy, hoặc nói là đứng trước màn ảnh, người phụ nữ thông minh sẽ không thể bình tĩnh suy nghĩ như thường được. Muốn nói chuyện riêng, Tránh khỏi một người đàn ông như Sở An Lâu không phải không có nguyên nhân. Ngài nói như vậy, ta đã đại khái nắm chắc rồi." Nưu Hữu Đạo gật đầu, sau đó, tạm thời không có chuyện của Sở An Lâu. Trong một khu rừng, Hàn Băng dẫn Nưu Hữu Đạo và Viên Cương đến, sau đó để hai người ở lại đây quan sát. Hàn Băng tự mình đi vào rừng cây, tới một đình viện, gặp một cô gái mặc áo trắng đang ngồi xem thứ gì đó, chính là các chủ băng tuyết các, Tuyết Lạc Nhi. Là một nữ nhân rất đẹp, so với toa huyễn lệ của thành trích tinh còn đẹp hơn không ít. Sắc đẹp của hai người căn bản không cùng một cấp bậc. Đoan trang, cao quý, lãnh diễm, mặc kệ hàn băng nói cái gì, trên mặt nàng cũng không thấy thay đổi chút nào, giống như khối băng vạn năm, khiến người ta khó có thể thân cận. Nhìn thấy người, nhiều hữu đạo tin tưởng hàn băng, vì các chủ băng tuyết các này là một người trong nóng ngoài lạnh, nếu không đã không làm bạn qua lại với toa huyễn lệ, lãnh chỉ vì không gặp phải người thích hợp. Lúc tuyết lạc nhi đứng dậy đi lại, vóc dáng dài mà lại thướt tha, khí chất cao quý như công chúa của băng tuyết. Bản thân tuyết lạc nhi đã ở đây, ghép với cái gì cũng được, vậy cũng dễ làm. Như hữu đạo không cần lo lắng việc vẽ ra không dễ nhìn. Hàn băng ngồi bên cạnh tuyết lạc nhi thỉnh thoảng nhìn ra ngoài rừng cây, mãi đến tận khi như hữu đạo gật đầu, nàng ta mới tìm lý do rời khỏi tuyết lạc nhi. Trở lại rừng cây, chạm mặt với như hữu đạo, hàn băng hỏi. Sao rồi, như hữu đạo gật đầu, gặp được các chủ, lòng ta đã xác định nên phối hợp bối cảnh ra sao, vẽ ra chắc sẽ không làm các chủ thất vọng. Hiện tại là lúc chọn cảnh, được, nghe hắn nói thế, hàn băng cũng vui mừng, cùng hắn đi ra ngoài rừng cây, lại gọi nha hoàn tiểu rong lại đây, dặn. Người đi cùng hắn chọn cảnh, trừ khu vực trung tâm, những nơi khác đều có thể dẫn hắn đi xem. Vâng, tiểu rong vâng dạ, hàn băng gật đầu, rời đi, không còn ai khác, tiểu rong hỏi, tiên sinh muốn đi đâu xem, nghiêu hữu đảo, không có địa điểm cố định, đi khắp nơi nhìn một lượt, gặp chỗ nào thích hợp thì nhớ kỹ. Tối nay ta sẽ sàng lọc, lựa chọn. Được, tiểu rong đưa tay mời. Mấy người bắt đầu du ngoạn trong chốn lầu quỳnh điện ngọc, gặp nơi nào thích hợp, nhiều hữu đạo sẽ chỉ. Nơi này nơi này, nhớ kỹ. Viên cương sẽ lập tức cầm bút đánh dấu, rất có mùi vị trợ lý. Một đường đi tiếp, cả khu vực đều phủ trong màu xanh tươi tốt. Ngoại trừ khu vực trung tâm, căn bản như hữu đạo đều đi dạo một vòng. Sau khi rời khỏi vùng đất xanh um này, Nghiêu hữu đạo chỉ một ngọn núi tuyết cao chót vót phía sau băng tuyết cát. Đi lên đỉnh núi kia xem, nơi đó, tiểu rong nhìn về phía núi tuyết, có vẻ hơi do dự, nói. E là không tiện lắm, nghiêu hữu đạo hỏi, vì sao, tiểu rong nói, trên núi mọc xích dương chu quả, có người trông coi, không dễ cho người ta lên núi. Ngọn núi này cũng là sào huyệt của tuyết bạt, có rất nhiều tuyết bạt trông coi. Nếu không được phép, tuyết bạt sẽ không cho chúng ta tới gần. Tuyết bạt, Người từng tới băng tuyết các hầu như đều từng gặp trên đường. Nó là quái vật sinh sống ở nơi đất trời chìm trong băng tuyết. Da thịt nó cứng rắn, răng móng sắc bén, chạy trên tuyết như đạp đất bằng, tốc độ hành tẩu cực nhanh, lực lớn vô cùng. Nhìn thấy vật còn sống, nó sẽ lập tức đuổi giết. Người thường khó có thể tiếp cận băng tuyết các vì thế. Có điều, những con tuyết bạt này không làm gì được những tu sĩ có thể bay tới bay lui kia. Nhưng nếu thật sự đụng phải một bầy tuyết bạt kéo bè kéo lũ vây công, tu sĩ bình thường có khi cũng không qua nổi. dù sao tu sĩ cũng có lúc phải hạ xuống đất, mà lực nhảy của đám quái vật này mạnh kinh người sẽ lao lên không vồ giết. nói đến cái này, Nghiêu hữu đạo đúng là nhớ đến một chuyện, hầu tử làm sao vào được băng tuyết khác mặt khác, cũng vì trên núi này mọc xích dương chu quả, cho nên Nghiêu hữu đạo mới muốn đi lên xem một chút. kế hoạch ban đầu của Nghiêu hữu đạo chính là vì xích dương chu quả. với điều kiện bên phía châu kim đưa ra mà băng tuyết các cũng không đồng ý hắn đoán mình dùng con đường bình thường chiếm lấy cũng sẽ rất khó khăn. Chỉ là, bị thiệu bình ba ngầm chơi một vố, hắn không thể nào lấy được bằng thủ đoạn thông thường. Chỉ cần xích dương chu quả không còn, thiệu bình ba chắc chắn sẽ không nương tay, lập tức sẽ có cách chỉnh chết hắn. Nhưng mà, vậy cũng không có nghĩa là nghiêu hữu đạo từ bỏ. Nếu đã đến, vẫn phải xem có cơ hội hay không. Đừng nói vẽ mười bức tranh, dù chỉ vẽ một bức, hắn cũng phải kiếm cớ đến xem một chút, mở mang kiến thức xích dương chu quả cũng tốt. Nghiêu hữu đạo trầm ngâm nói, vậy thì đáng tiếc, trên núi tuyết có thể phóng tầm mắt toàn bộ băng tuyết các, chắc chắn chính là cảnh tốt nhất, bỏ qua thật đáng tiếc. Tiểu rong nghe vậy liền do dự, không bằng hai vị tiên sinh chờ chút, ta đi mời đại tổng quản xem. Nghiêu hữu đạo nở nụ cười, phụ nữ sẽ không từ chối cái đẹp, nhất định nàng ta sẽ đồng ý. Hắn cười gật đầu nói, được, chúng ta chờ ngươi, tiểu rong lập tức bay về, nhìn chung quanh một chút, thấy không còn ai khác, nghiêu hữu đạo hỏi viên cương thấy tuyết bạt chứ, viên cương gật đầu sau khi đi vào tuyết vực này trên đường đi có gặp không ít như hữu đạo ngươi làm sao vào viên cương tự làm ván trượt tuyết trượt vào đây như hữu đạo ta không hỏi chuyện này đám tuyết bạt kia gặp người liền tấn công lẽ nào không công kích ngươi viên cương có mà cũng không có như hữu đạo kỳ quái hỏi cái gì gọi là có mà cũng không có viên cương trước lúc đến đây ngụy đa cũng nhắc nhở ta cho nên ta chuẩn bị một cây trường thương chuẩn bị trước dễ đối phó. Sau khi đi vào vùng này, đám tuyết bạt vừa nhìn thấy ta quả thực đều lao đến muốn tấn công ta. Có điều, chúng vừa tới gần ta đã lập tức bỏ chạy, xem ra do sợ hãi, giống như sợ mùi trên người ta. Sợ ngươi, như hữu đạo ngạc nhiên, sợ mùi trên người ngươi, viên cương, đây chỉ là phán đoán của ta. Ta chú ý thấy đám tuyết bạt ở dưới hướng gió đều dồn dập né tránh ta, không dám tới gần. Nghiêu hữu đạo, ngươi bôi thứ gì trên người để đối phó với chúng? hắn biết viên cương đã chịu một số đặc huấn có một ít thủ đoạn đặc biệt ví dụ như để dễ ẩn náu trên người sẽ được bôi một chút thứ có hiệu quả đuổi công trùng. viên cương không có ta không hiểu tuyết bạt nơi này cũng không biết mùi gì có thể xua đuổi được chúng nghiêu hữu đạo kinh ngạc vậy là sao viên cương lắc đầu ta cũng không biết ngụy đa cũng thấy lạ để quay lại xem đám tuyết bạt đó xem xong có lẽ ngươi sẽ biết nghiêu hữu đạo ghé sát vào tai hắn ta mũi người người viên cương cao mày tránh ra, ta không bị hôi nách, cẩn thận ngửi một cái, không ngửi ra mùi gì, như hữu đạo buồn bực khó hiểu, chuyện này là sao. Một lúc sau, tiểu rong trở về, cầm một chiếc hộp ngọc, nở nụ cười nói. Để hai vị đợi lâu, đại tổng quản đồng ý cho chúng ta lên núi, chúng ta đi thôi, chương 272, chắc chắn. Một, mấy người tức thì lao về phía núi tuyết, như hữu đạo bắt lấy cánh tay viên cương để được trở lực, chưa tới chân núi tuyết đã có tuyết bạt bỗng nhiên từ trong tuyết nhảy ra tập kích. Quái vật này có lông trắng toàn thân, màu trắng giống như tuyết xung quanh. Thân thể chúng cường tráng như gấu, tư thế lại có phần giống tinh tinh. Đầu chúng mọc lông dài như đầu sói, răng nhanh sắc bén, lực công kích của chúng rất kinh người, nhảy một cái có thể lên cao 2 đến 3 trượng. Lúc chúng công kích, thái độ hung hãn, hai con người màu trắng lập tức lóe quầng sáng đỏ mơ hồ, khá quái dị. Quái vật này có màu sắc như tuyết, lại trốn trong tuyết đánh lén, quả thực khó lòng phòng bị. Keng keng keng, tiểu Rong đã mở hộp ngọc, lấy một chiếc lục lạc màu trong suốt như băng ngọc từ bên trong ra, tay rung rung vang động. Tiếng chuông lanh lảnh rất đặc biệt, như có thể thấm vào tim gan người nghe. Tiếng chuông vừa vang, tuyết bạt lập tức yên tĩnh, dồn dập lùi lại. Trong một số hang núi, thỉnh thoảng có thủ vệ lộ diện, nhìn thấy lục lạc trong tay tiểu Rong thì không có ý đi ra ngăn cản nhưng cũng không phải bỏ mặc không quan tâm, mà có hai tu sĩ bay tới, đi theo nhóm người. Mấy người đi dọc theo đường mòn trên núi, đám tuyết bạt vốn ở trên núi hoặc từ trong hang động chui ra đều tránh ra nhường đường, rất thần kỳ. Nhiều hữu đạo chú ý tới điều khác, thỉnh thoảng hắn nhìn theo hướng gió về phía cuối gió. Không giống với đám tuyết bạt nhường đường khác, đám tuyết bạt ở phía đó rõ ràng cúi thấp thân thể, lùi lại, miệng phát ra tiếng gầm gừ nhỏ, rõ ràng có ý sợ hãi. Thật kỳ lạ, Nghiêu hữu đạo nhìn về phía viên cương, trong mắt đầy vẻ nghiền ngấm. Viên cương hơi nhún vai, biểu thị mình cũng không biết gì cả. Nhóm người đi lên đỉnh núi, gió lạnh gào thét, thổi tuyết động che đậy trên đỉnh núi làm lộ ra vách đá màu đen. Khu vực chính giữa trên đỉnh núi giống như một lòng chảo, chung quanh có các lòng chảo vỡ vụn khác. Gió thổi qua đó tạo ra tiếng gào thét rất thảm thiết. Ở chính giữa lòng chảo có một thân cây cao bằng đầu người mọc từ trong khe đá ra. Cành cây màu đỏ sậm, đỏ đến mức hóa đen, Thế vặn vẹo như một dây leo già. Lá của cây trắng nõn như không khối ngọc bằng băng, trên cây mọc ra chín quả cây hình bầu dục, lớn có nhỏ có. Quả bé chỉ bằng quả trứng cút, quả lớn to như trứng gà. Quả càng nhỏ càng trắng như tuyết, càng lớn càng đỏ. Quả to nhất màu đỏ rực, phần thịt quả như lóe sáng, rất thần kỳ. Các vị trí khuất gió quanh lòng chảo có một đám tuyết bạt nằm úp sấp, có lẽ phải trên trăm con. Chúng nghe tiếng chuông vốn đang rất yên tĩnh, nhưng Viên Cương vừa tới, mà lòng trào lại vừa vặn ở phía cuối gió so với hắn ta từng con tuyết bạt cấp tốc bừng tỉnh bắt đầu gầm gào lục tục lui ra khỏi chỗ đây là xích dương chu quả nghiêu hữu đạo chỉ vào tò mò hỏi phải tiểu rong gật gật đầu được đáp án nghiêu hữu đạo không hỏi nữa bắt đầu ngắm nhìn phong cảnh chung quanh đi về phía cùng hướng với băng tuyết khác nghiêu hữu đạo bỗng vỗ tay cười chỉ một phía hô lên tiểu rong người tới xem một chút có bãi cỏ xanh gì có lầu quỳnh điện ngọc có khe núi tuyết có dòng sông, cảnh này thế nào? Tiểu rong đi tới nhìn xem, gật đầu cười nói. Quả thực rất đẹp, nhớ kỹ, cảnh này nhất định dùng tới. Như hữu đạo phất tay ra hiệu cho viên cương. Hai tu sĩ giám thị nhìn nhau, không biết có ý gì. Đi lòng vòng quanh đỉnh núi, lại ngắm nghĩa các hướng các, như hữu đạo thỉnh thoảng lắc đầu, dường như không hài lòng lắm, sau đó xuống núi. Trong lúc xuống núi, như hữu đạo lại chỉ lên phía xích dương chu quả. Ta thấy trên đỉnh núi này không có ai trông coi, lẽ nào không sợ có người trộm cắp? Tiểu rong cười đáp, địa thế và khí hậu trên đỉnh núi không tiện cho canh gác. Ngoài một chút tác dụng đặc biệt, đối với người thường mà nói, xích dương chu quả cũng chẳng có tác dụng gì, có ai lại mạo hiểm chạy tới ăn trộm. Và lại, trên núi nhiều tuyết bạt như thế, cho dù có người điều khiển loài chim từ trên trời bay xuống cũng không được. Đừng nói hạ xuống đỉnh núi, chỉ cần tới gần, đám tuyết bạt sẽ lập tức gào lên cảnh báo, thủ vệ phía dưới sẽ lập tức chạy tới. Tuyết bạt cũng sẽ ngăn cản, băng tuyết các không phải không nuôi chim truy sát, có thể chạy đi đâu. Trừ khi có cao thủ Nguyên Anh kỳ tới, mà người ta cũng không cần phải làm như vậy. Cũng đúng, như hữu đạo gật đầu nhìn địa thế chung quanh, hắn còn đang nghĩ xem có thể nhờ nỗi sợ của lũ tuyết bạt đối với viên cương để bảo viên cương mò lên một chuyến. Bây giờ xem lại, suy nghĩ này không thực tế, viên cương không thể đạp tuyết vô ngân, lên núi mà không kinh động đến tu sĩ trong núi rất khó khăn. Huống hồ, tuyết bạt chỉ sợ hãi viên cương, muốn không gây động tính cũng khó. Quan trọng nhất vẫn là bị thiệu bình ba phá hỏng bố cục. Xích dương chu quả mất, hắn lập tức xui xẻo, hắn chỉ đành bỏ qua suy nghĩ này, xem có biện pháp hay không. Sau khi xuống núi, hắn chưa vội vã quay về, trình diễn phải đủ bộ, không thể diễn một nửa lại thôi. Như hữu đạo đi chung quanh cánh đồng tuyết, lên núi nhìn khắp nơi, đến trạng vạng tối mới quay về. Hắn không về lầu quỳnh điện ngọc, chia tay tiểu rong mỗi người đi một ngả. Nghiêu Hữu Đạo và Viên Cương về thẳng khách sạn Thải Hồng. Vừa về phòng trong khách sạn, Viên Cương lập tức hỏi tình hình từ đám hát mẫu đơn, sau đó phất tay nói. Các người ra ngoài một chút, Nghiêu Hữu Đạo vừa nâng chén trà lên, liếc mắt nhìn hắn ta. Hai người hiểu rõ lẫn nhau, biết Viên Cương có việc, nên hắn gật đầu với đám hát mẫu đơn. Đám hắc mẫu đơn rời khỏi, Viên Cương tới gần Nghiêu Hữu Đạo, nhỏ giọng hỏi. Đạo ra, nếu ngài thật sự cảm thấy cần thiết, ta có biện pháp lấy xích dương chu quả, Nghiêu hữu đạo sướng sờ, đang muốn hỏi làm sao hắn ta lấy được, hắc mẫu đơn chợt gõ cửa báo. Đạo ra, trưởng quỹ sở đến rồi, nghiêu hữu đạo và viên cương nhìn nhau, đề tài chỉ có thể tạm coi như thôi. Cho mời, ha ha, sở an lâu chưa đến, tiếng cười đã đến trước, bước chân mau chóng, vẻ mặt tươi cười chắp tay hỏi. Nghe nói tiên sinh bôn ba khắp nơi, bận biểu tới bây giờ, khổ cực khổ cực, không biết có thuận lợi hay không. Lúc trước, ông ta ngồi trong đình viện cạnh bờ sông phía sau khách sạn, rót ấm trà chờ, ai biết Nghiêu Hữu Đạo không về theo đường cũ, mà là trở về từ một hướng khác của khách sạn. Nhận được thông báo từ hỏa kế khách sạn không lâu, ông ta lập tức chạy tới hỏi tình huống. Nghiêu Hữu Đạo vẫn thuận lợi, lấy được một số cảnh, đêm nay ta sẽ cẩn thận sáng lọc một lượt, ngày mai cần phải làm cho các chủ thỏa mãn. Được được được, Sở An Lâu liên tục gật đầu, nghe nói thuận lợi, ông ta liền yên tâm. Tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt, ta không quấy rầy tiên sinh nhọc lòng, có nhu cầu xin dặn dò khách sạn, ta sẽ lập tức xử lý cho ngươi. ông ta chắp tay muốn cáo từ, như hữu đạo gọi, xin dừng bước. sở an lâu dừng lại, hỏi, có gì dặn dò như hữu đạo đi tới, móc ra sắp kim phiếu nhận được lúc trước, không đếm mà chia làm hai, chọn phần nhiều hơn nhét vào tay sở an lâu. sở an lâu ngạc nhiên, không hiểu có ý gì, vội vã chối từ. vậy là sao? như hữu đạo vẫn nhét vào tay ông ta. lần này có thể kiếm lời được món tiền này là do trưởng quỹ ở giữa giật dây bắt cầu cho chút lòng thành, xin chớ ngại ít. Vừa nghe là cùng hưởng lợi, sợ an lâu lại bóp bóp ước lượng độ dày của sấp kim phiếu, lòng lập tức nóng lên. Ông ta phát hiện kẻ trước mắt thật sự hào phóng không tầm thường, không thèm nhìn, không thèm đếm một cái, kim phiếu một triệu bấm một cái lấy bia quá nửa chia cho ông ta, thật vô cùng bạo tay. Sự việc vẫn nằm trong khả năng khống chế của mình, cũng không phải không dám nhận, nếu như có nguy hiểm không biết nào khác, không biết có hậu quả gì, ông ta thật sự không dám nhận bỏ kim phiếu vào túi áo, có điều vẫn nói. Nếu ta không nhận, sợ là tiên sinh không an lòng, ảnh hưởng đến việc vẽ tranh cho các chủ thì không tốt. Vậy thì tạm thời để ở chỗ ta, chờ tiên sinh rời đi, ta sẽ trả lại cho tiên sinh. chương 273, chắc chắn. hai Chuyện vẽ tranh dù sao cũng còn chưa xong, ông ta tự để lại đường lui cho mình phòng bất chắc, nói trước sẽ không thu số tiền kia. Như hữu đạo, trường quỹ sở nói quá lời, viên cương cao mày, đã bị người ta sỉ nhục, mất thể diện còn phải tươi cười đưa tiền đó là chuyện mà hắn ta không thể làm được nói chung trong lòng không thoải mái hắn ta liền quay đầu đi sở an lâu liếc mắt để ý thấy phản ứng của viên cương hai tay giao nhau đặt trên bụng buông tiếng thở dài vốn về lý sau khi vẽ tranh xong tiên sinh nên rời nơi này nhưng nếu tiên sinh có thể làm các chủ thỏa mãn khách sạn cũng sẽ cố gắng khoản đãi thế này đi sau khi vẽ xong tiên sinh ở lại một thời gian xử lý xong chuyện của mình rồi hãng rời đi ta vẫn còn làm chủ được chút chuyện ấy. Nghiêu hữu đạo thầm vui vẻ, đây chính là hiệu quả mà hắn muốn, trông như không giúp gì được mình, nhưng cũng đã giúp mình một phen. Đối phương cũng là người rõ ràng, lúc này hắn mới chắp tay cảm ơn. Trường quỹ sở đã nói vậy, ta xin nhớ kỹ, không dám dừng lại quá lâu, quấy dày. Không quấy nhiễu tiên sinh nữa, sở an lâu mỉm cười, chắp tay rời đi, hắc mẫu đơn, giúp tay tiến trưởng quỹ sở. Nghiêu hữu đạo lập tức vung tay ra hiệu cho hắc mẫu đơn. Sở An Lâu quay lưng, xua tay, không cần, sau đó ông ta đi ra khỏi phòng, hắc mẫu đơn khó xử, nhìn ngoài cửa, lại nhìn như Hữu Đạo. Trong phòng im ắng một lúc, Ngưu Hữu Đạo phủi tay. Ngươi lui xuống trước đi, vâng, hắc mẫu đơn đáp, rồi lặng lẽ nhìn như Hữu Đạo một chút, lòng thổn thức. Lại làm ra nhiều tiền như vậy, chỉ vẽ tranh thôi. Rút ra sấp kim phiếu kia rốt cuộc nhiều bao nhiêu, vị này bị người ta tát vào mặt mà còn có thể tươi cười dâng một món tiền lớn như vậy lên. Đợi hắc mẫu đơn rời đi, cửa đóng lại, Ngưu Hữu Đạo móc ra kim phiếu còn lại, đếm một chút. 100 tấm còn lại 43 tấm, đảo mắt đã mất quá nửa. Thu lại kim phiếu, Ngưu Hữu Đạo đưa cho Viên Cương. Viên Cương nhận lấy, biết hắn không có thói quen mang tiền, vừa cất đi vừa trầm giọng nói. "Đạo gia, ngài vẽ tranh cho Tuyết Lạc Nhi, ông ta cũng không dám làm gì ngài trong khách sạn này, cần phải tự làm mình uất ức vậy sao?" Uất ức, Ngưu Hữu Đạo chắp tay đứng trước cửa sổ, Nhìn ánh sáng dần chìm xuống phía chân trời, sắc mặt dưới sắc trời ảm đạm ngày càng tối đi. Không uất ức chút nào, không phải ngươi không hiểu, chỉ là không muốn chấp nhận thôi. Đây là cái chỗ ăn thịt người, chúng ta mang một đống của cải to lớn như vậy, bị người ta nhìn thấy không phải chuyện tốt đẹp gì. Cái gọi là tán tài tiêu tai không phải không có đạo lý. Nuôi lão sảng khoái, để lão cầm món lớn, lão mới không cành mẹ đẻ cành con gây thêm phiền cho ta, chúng ta mới an toàn. Chắc hẳn ngươi hiểu rõ thế cuộc chúng ta đã bị lộ ra ánh sáng tương tự lưu tiên tông đã chuẩn bị xong chẳng may chúng ta không thể đàm phán được cơ hội thoát thân của chúng ta sẽ rất xa vời đến lúc đó thậm chí còn phải nghĩ cách tìm trưởng quỹ sở hỗ trợ tính mạng quan trọng hay tiền quan trọng hơn bao nhiêu tiền có thể mua được mạng của mình huống hồ vừa nãy ông ta đã đồng ý ngầm giúp chúng ta một tay ta lại chắc chắn chuyện đàm phán thêm mấy phần viên cương ngài không sợ ông ta xong việc lại nuốt lời nghiêu hữu đảo nuốt lời, ông ta nào có thể nuốt một khoản tiền như vậy còn nuốt lời. Làm lớn chuyện lên, ông ta cũng không chịu nổi. Viên Cương Yên lặng cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Đạo gia, xin lỗi." Tiếp trước, đạo gia đã gần đến lúc ẩn lui, hai đạo hắc bạch đã không còn ai dám không nể phần thể diện. Có lẽ sẽ có kẻ dám nói năng lỗ mãng vài câu, thế nhưng tình cảnh bị người sỉ nhục trước những người khác đã gần như không có khả năng xuất hiện nữa. Lần này, nếu không phải vì Viên Cương cố chấp muốn cuốn đạo gia vào tình huống bị sở an lâu sỉ nhục cũng sẽ không xuất hiện tình cảnh như một cây gai đâm vào lòng hắn ta có con đường đã đi lên rồi thì không thể nào quay đầu được nữa hoặc là ngã xuống hoặc là đi tới nói cái gì xin lỗi vô nghĩa như hữu đạo buông tiếng thở dài đưa tay đóng cửa sổ xoay người hỏi ngươi vừa nói xích dương chu quả ngươi có biện pháp viên cương ngẩng đầu nói đám tuyết bạt kia chắc hẳn sẽ không cản trở ta hái quả như hữu đạo lắc đầu quá nguy hiểm đám tuyết bạt kia sẽ không cản ngươi nhưng đó là không dám tới gần ngươi khi ngươi chưa tới gần thì chúng đã gây ra động tĩnh không nhỏ còn có tu sĩ thủ sơn ngươi không thể nào đi lại mà không gây tiếng động trên mặt tuyết tiếng nội tuyết sạt sạt không thể nào giấu được họ ngươi cũng không biết nơi nào có thủ vệ viên cương có thể từ trên trời hạ xuống nhìn chung quanh xem tu sĩ kim đan cũng phải đáp xuống đất không thể nào hạ thẳng xuống đỉnh núi trừ khi nhờ loài chim chúng ta không mua nổi mà bất kể mượn hay mua cũng dễ làm người ta chú ý nghiêu hữu đạo nói đến đây mắt chợt sáng lên nhìn viên cương chằm chằm dường như nghĩ tới chuyện gì bèn thử hỏi chắc chắn viên cương gật đầu không vấn đề gì nghiêu hữu đạo chắp tay đi tới đi lui cân nhắc một thoáng cuối cùng vẫn lắc đầu không được xích dương chu quả mà mất thiệu bình ba lại đang nhìn chằm chằm trong tối băng tuyết cát sẽ mau chóng khóa chặt mục tiêu lúc đó lấy được hay không cũng không có gì khác biệt không thể nào cho tiêu thiên chấn dùng viên cương vậy thì phá luôn cây xích dương chu quả nghiêu hữu đạo bỗng nhiên quay đầu lại có ý gì hắn biết hầu tử hẳn sẽ không nói lời vô căn cứ viên cương thí dụ như thiên tai thiên tai nghiêu hữu đạo ngờ vực thiên tai gì có thể qua mắt khiến băng tuyết các không hoài nghi trên đỉnh núi có thể xuất hiện thiên tai gì viên cương ta làm nổ lưu phương quán ở châu kim đến bên này hỏi thăm tình huống phía châu kim bên đó truyền lại là có thiên thạch từ trên trời nện xuống lưu phương quán nghiêu hữu đạo bỗng nhiên tỉnh ngộ viên cương ta chắc chắn có thể lấy được đồ vào tay điều duy nhất ta lo lắng là việc này dù được làm chặt chẽ mà ngài và ta ở châu kim đã quá lâu châu kim và băng tuyết các lại xảy ra cùng một chuyện lại dính đến xích dương chu quả vậy thì không phải không có khả năng khiến người ta hoài nghi cho nên việc này vẫn có phần mạo hiểm nghiêu hữu đạo tới cái ghế chậm rãi ngồi xuống nhắm mắt tựa vào lưng ghế lạng im sau một hồi ngón tay hắn gõ nhẹ xuống tay vịn của ghế, nhắc tới. Thiệu Bình Ba, Thiệu Bình Ba, tên này chưa diệt, là một mối phiền, viên cương, hay để ta đi châu Bắc một chuyến, ta nghĩ cách ra tay. Quá nguy hiểm, như hữu đạo lắc đầu, mở hai mắt ra, vẫn cứ để ta vui đùa với y một chút đi, ta lại muốn xem xem lần này y chơi thế nào, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ta phải nắm chắc tình huống bên phía Thiệu Bình Ba. Thượng Thanh Tông ở châu Bắc, người mau chóng sắp xếp ngụy đa trở về một chuyến để gã chạy tới châu bắc cố gắng náu mình bớt xuất hiện nên làm sao người nhắc gã cho rõ viên cương hiểu ý của hắn hỏi vậy chuyện xích dương chu quả nghiêu hữu đảo, không thể vội vàng ra tay hiện giờ ra tay dù không muốn người ta hoài nghi cũng khó trước tiên tìm hiểu tình hình của thiệu bình ba chuyện khác ta sẽ trong tình huống mà sắp xếp viên cương gật đầu xoay người bước nhanh ra cửa quay về phòng mình tìm ngụy đa không lâu sau Ngụy Đa rời khách sạn thải hồng trong đêm. Đoạn hổ, Ngô Tam Lưỡng, Lôi Tông Khang đi cùng. Mấy người không đi ngay, mà tới vạn thú môn trước, mua kim xí mang theo người. Sau đó đoạn hổ, Ngô Tam Lưỡng hộ tống Ngụy Đa rời khỏi vùng tuyết vực nguy hiểm này. Lôi Tông Khang mang về một chiếc hộp gỗ mềm, giao cho Viên Cương. Viên Cương mở chiếc hộp gỗ mềm ra xem, bên trong có đặt một hòn đá màu đen, hình tròn. Lấy hòn đá ra, ở giữa có một khe hở tròn, hắn ta vặn hai con ốc, lấy ra một quả trứng bên trong, chính là trứng của kim sĩ. Mở hờ một nửa hòn đá đen, vặn một bên ốc lại, đặt quả trứng kia trên một cái rãnh mềm. Loại đá đen này có tác dụng ngăn cách cảm ứng của kim si. Sau khi lấy trứng ra, kim sĩ có thể cảm ứng được. Lấy trứng ra hoặc cất vào là có thể khống chế việc thu phóng kim sĩ. chương 274, Tuyết Lạc Nhi. Sáng sớm ngày hôm sau, sở ăn lâu tới cửa, tự mình đi mời. Trời còn tờ mờ sáng, Nghiêu Hữu đạo đẩy cửa sổ nhìn sắc trời bên ngoài, quay đầu lại nói. Trường quỹ sở, thời gian còn sớm. Sở An Lâu cười khổ nói. Vẫn nên chuẩn bị mọi sự kỹ càng cho sớm một chút, cũng không thể để nước đến chân mới nhảy, làm phí thời gian của các chủ chứ. Có thể hiểu được tâm tình của ông ta, Nghiêu Hữu đạo cũng chỉ có thể phối hợp, gật đầu nói. Được. Không dẫn theo ai, chỉ có mình viên cương đi cùng. Đến lầu Quỳnh Điện Ngọc, vẫn ở nơi gặp Hàn băng ngày hôm qua hàn băng tạm thời chưa xuất hiện, sở ăn lâu tìm tiểu rong đến, tiểu rong gọi người mang các thứ như giá vẽ tới, hỏi nghiêu hữu đạo. Tiên sinh, ngài xem những thứ này có thể dùng hay không? Chưa làm chuyện này bao giờ, có thể nhận ra được, tiểu rong cũng không chắc chắn. Thực ra nàng ta đã liên hệ với sở an lâu để chuẩn bị từ sớm, sợ biểu hiện không được tốt trước mặt hàn băng. Nhiều hữu đạo thử một chút, cảm thấy khó chịu, nói muốn điều chỉnh lại. Đều là các vật phẩm đơn giản, điều chỉnh cũng thuận tiện. Tiểu rong không dám sơ suất, vội dặn người sửa nhanh ngay tại chỗ. Với những thứ như bút than, như hữu đạo bảo viên cương điều chỉnh. Trợ lý mà, dù sao cũng phải kiếm chút việc cho viên cương làm, để người ta trông thấy dáng vẻ của phụ tá. Tất cả các vật phẩm làm xong được đặt trước mặt như hữu đạo. Như hữu đạo xác nhận ổn thỏa xong, tiểu rong mới thở phào nhẹ nhõm. Khí trời hôm nay cũng coi như mãn nhãn, bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây. Sau khi mặt trời mọc, hàn băng cũng tới chuẩn bị thế nào rồi hàn băng đi tới hỏi phía sau có mấy nha hoàn đi theo tiêu rong cúi mình nói bẩm đại tổng quản đã chuẩn bị kỹ càng hàn băng gật đầu hỏi nghiêu hữu đạo có thể bắt đầu chưa có thể nghiêu hữu đạo gật đầu hàn băng chọn xong bối cảnh chưa nếu như xong rồi thì các ngươi qua khu vực cảnh đã chọn chờ trước đi nghiêu hữu đạo nhìn ánh sáng mặt trời hắn nói viên cương cầm ghi chép tới nhỏ giọng bàn với viên cương xem xem khi ánh sáng chiếu vào bối cảnh tạo ra bóng tối sẽ có ảnh hưởng gì mọi người chung quanh đều lắng nghe hàn băng khẽ gật đầu cảm thấy rất chuyên nghiệp càng nghe càng yên tâm sở an lâu nhìn thấy dụng cũ vẽ đã cảm thấy rất lạ kỳ được nghe đàm luận một lần có cảm giác ấn tượng về việc vẽ tranh của mình bị lật đổ ông ta không ngờ là vẽ tranh còn có nhiều việc phải chú ý như vậy trước đây nghe hàn băng nói tranh của vị này độc nhất vô nhị hiện giờ ông ta quả thực có phần chờ mong viên cương nắm bắt thời gian còn tốt hơn như hữu đạo. Sau khi kết hợp với hướng chiếu sáng của bối cảnh, ước lượng thời gian mỗi bức tranh, hắn ta tính toán rồi vẽ ra một bản đồ đơn giản cho 10 bối cảnh. Trước tiên đi nơi này, rồi sang đây, lại đến chỗ kia. Đi lần lượt chắc hẳn sẽ có hiệu quả tốt đẹp, mấy người hàn băng dường như hiểu được nguyên nhân nghiêu hữu đạo dẫn theo viên cương. Mang theo một người phụ tá như vậy là rất cần thiết. Được, cứ như vậy đi, nghiêu hữu đạo gật gật đầu, trả đồ đạc lại cho viên cương, chắp tay nói với Hàn Băng. Đại Tổng Quản, mặt trời đã lên cao, đi ven hồ trước đi. Hàn Băng lập tức sai bảo, làm theo lời tiên sinh nói, đuổi hết những người không liên quan đi, không được để ai khác quấy rối. Vâng, lập tức có nha hoàn đáp, nhanh chóng rời đi, đồng thời chuyển giá vẽ đi cùng. Hàn Băng tự mình mời Tuyết Lạc Nhi tới, sở an lâu dập khuôn bước từng bước bên cạnh Nhiêu Hữu Đạo. Có gì cần ta làm không? Nhiêu Hữu Đạo nghiêng đầu liếc ông ta một cái, từ trong ánh mắt mong đợi của ông ta đọc hiểu được là muốn biểu hiện tốt trước mặt các chủ và đại tổng quản. Nhưng hắn cũng không nghĩ ra việc gì hợp cho ông ta làm. Dù vậy, người ta đã chờ mong, hắn phải nghĩ cách tìm việc cho ông ta mới được. Sau này hắn còn hy vọng người ta hỗ trợ nữa. Hắn hỏi thử, lúc mặt trời trói nhất sẽ làm ảnh hưởng đến việc vẽ, bung dù che nắng có làm trưởng quỹ sở uất ức. Không uất ức, không uất ức, việc này cứ giao cho ta. Sở An Lâu liên tục xua tay, nhìn chung quanh một chút, tìm đâu ra dù. Ông ta vội vã rời đi, ta đi tìm dù, thấy ông ta bay đi, như hữu đạo lạnh lùng nhìn theo. Nếu chẳng phải không tiện đắc tội, hôm nay nhất định nhân cơ hội này khiến ông ta phải tiến thoái lưỡng nan. Mọi người tới ven hồ, không lâu sau, Hàn Băng dẫn Tuyết Lạc Nhi trong bộ váy dài màu trắng tới. Nhìn gần, Tuyết Lạc Nhi càng có vẻ lãnh diễm hơn, là cái loại cao quý, lạnh nhạt kia. Không chỉ là gương mặt không chút biểu cảm, mà trong đôi mắt sáng cũng không có một rung động nào, xin chào các chủ nghiêu hữu đạo chắp tay chào ngươi chính là người vẽ cho toa huyễn lệ giọng của tuyết lạc nhi rất trong trẻo ngữ khí lạnh lùng phải nghiêu hữu đạo khách khí đáp tuyết lạc nhi chú ý thấy viên cương thờ ơ không thèm hành lễ sau lưng nghiêu hữu đạo đôi mắt sáng ngưng tụ bản năng thầm nhủ cần chú ý nhiều hơn một chút bản thân nghiêu hữu đạo và viên cương đều không chú ý đến việc này xét về mặt hình tượng hiện giờ thực ra viên cương cực kỳ có lực công kích vào thị giác của nữ giới đối với phần lớn nữ giới viên cương chính là đại biểu vững vàng cho hai chữ đàn ông chỉ cần hai người họ đứng cùng nhau tình huống bình thường có lẽ nghiêu hữu đạo đều bị phụ nữ ngó lơ không thèm đếm xỉa đến sự chú ý của họ đều bị viên cương chiếm mất thực ra nghiêu hữu đạo trông cũng rất khá nhưng luận về hình tượng khí chất và hình thể đặt hai người cạnh nhau để so sánh viên cương sẽ lập tức che khuất đối với nữ giới viên cương vô cùng xứng đáng với hai chữ đàn ông Tuyết Lạc Nhi rời ánh mắt khỏi viên cương, hàn băng đánh giá bốn phía, không thấy có cảnh gì đẹp, hơi kinh ngạc nói. Vẽ ở đây sao, ngồi ở bờ sông, như hữu đạo chỉ tay về một vị trí, gần chỗ nước sông chảy, phía trước có sen trong hồ, xa xa có bóng núi. Hàn băng nhìn theo hướng hắn chỉ, quả thực là vậy, liền vung tay nói. Mang ghế tới, có người định chuyển ghế sang, như hữu đạo ngạc nhiên nói. Các ngươi làm gì vậy? Hàn băng, không phải ngồi ở bờ sông sao? Nghiêu hữu đảo, cần cảnh sinh thái nguyên sinh, đặt cái ghế nồng nặc mùi tay người làm vào là sao? Chỗ ngồi đã xong rồi, ấy, là khối đá lớn bên sông kia kìa. Hàn băng sầm mặt xuống, người để các chủ ngồi trên tảng đá. Nghiêu hữu đạo không nói gì, chỉ đành thỏa hiệp. Được rồi, ngồi ghế thì ngồi ghế. Tuyết Lạc Nhi bên cạnh lên tiếng, chuyển ghế đi, làm theo lời họa sĩ nói. Nói xong, nàng đi tới chỗ tảng đá. Ghế đã mang đi, nhưng trên tảng đá vẫn trải chiếc nệm. Nghiêu hữu đạo đứng trước bàn vẽ chỉ huy, các chủ, thân thể không nên hướng về phía này, nên ngồi hướng về phía bên phải. Đúng rồi, trách thêm chút, nhìn phía trước, không nên ngồi quá đoan chính, sẽ dọa người xem mất. Một tay thả tự nhiên trên đùi, đúng đúng đúng, là như vậy. Hàn băng đang nghe đến giờ khóc giờ cười, ai biết nghiêu hữu đạo còn nói. Đại tổng quản, có thể chỉnh lại váy của các chủ một chút không? Hàn băng đi tới, ngồi xổm bên cạnh tuyết lạc nhi, vừa chỉnh vừa hỏi như vậy phải không, thu lại một tí, đừng quá chỉnh tề, như hữu đạo cuối cùng vẫn phải đi tới, hắn không tiện tự mình động tay vào váy người ta, chỉ có thể ở gần chỉ trỏ. Thế này, gạt sang bên này chút, đúng đúng đúng, phải bày ra vẻ đẹp tự nhiên, đúng, được rồi, xong rồi. Hai người đồng thời lui về trước bàn vẽ, hàn băng nhìn ngắm một lát, khẽ mỉm cười, xem xong mới thấy, thì ra kẻ này quả thực tinh mắt. Từ góc độ này nhìn các chủ, cảnh quan tổng thể quả thật khiến người ta vui tai vui mắt. Xem ra một triệu kim tệ kia tiêu không uổng, người ta có mắt tốt mà. Các chủ, đúng vậy, đừng cử động. Như hữu đạo hô một tiếng dặn dò, nắm bút than đo đạc tỷ lệ, sau đó bắt đầu soạt soạt vẽ trên giấy bản, tốc độ rất nhanh. Viên cương đứng cạnh nhìn động tính trên bản vẽ, răng ngứa ngáy. Chạy tới thế giới này toàn vẽ với trả vời. chương 275, không làm việc đàng hoàng một. Hắn ta không làm được trò này, nhưng cũng hết cách. Đạo gia biết rất nhiều trò kỳ dâm xảo kỹ, ai bảo trước đây sở thích của người ta rộng khắp. Hắn thích tiếp xúc với những công việc thủ công, chưa nói cầm kỳ thư họa, mà đến đẽo gỗ và đục đá cũng biết, thậm chí đến mấy việc như bệnh dày cỏ hay bệnh chiếu dâm cũng làm được. Hắn ta nhớ, đạo gia từng một mình phục hồi cả một cái guồng nước cổ đại. Dựa theo ghi chép trên sách cổ, tự tay đốt lò nung ra mấy lô đồ gốm sứ bắt trước cao cấp, lấy giả cháo thật. Dựa theo phương pháp cổ, nung ra được cả gạch ngói thời tần, hán còn từ tay vẽ giả một bộ tranh chữ cổ, đạo gia biết rất nhiều thứ, viên cương xem như đã nhận ra rồi, người như đạo gia quả thực đi chỗ nào cũng không sợ chết đói. Theo lời đạo gia trước đây từng nói, biết nhiều nghề không thiệt thân. Hàn băng thỉnh thoảng nhìn tuyết lạc nhi ngồi yên bên bờ sông, lại nhìn sang bàn vẽ, thấy người và cảnh dần xuất hiện, rất là thần kỳ, quả thực là cách vẽ nàng ta chưa từng gặp. Mà lúc này, sở an lâu mới chạy đến, cầm một cái giá gỗ, trên căng một tấm vải, dơ cao giúp nghiêu hữu đạo che nắng. Hết cách rồi, nơi này khắp nơi là tu sĩ, không ai dùng dù. Ông ta bay khắp nơi không tìm được một cái dù, đành làm tạm một món lâm thời mang tới. Hàn băng nghiêng đầu nhìn về phía ông, các chủ còn đang ngồi kia, ở đây cần gì dù. Nàng ta trầm giọng hỏi, ngươi làm gì vậy, sợ an lâu vội trả lời. Sợ ánh mặt trời ảnh hưởng việc tiên sinh vẽ tranh, Ngưu Hữu Đạo giúp đỡ một câu, ánh nắng rất chói mắt, chọc vào mắt không thấy rõ, như vậy tốt hơn nhiều. Hàn băng lúc này mới coi như thôi, không nói gì nữa. Sở An Lâu cảm kích liếc nhìn Nghiêu Hữu Đạo, bắt đầu cảm thấy hơi hối hận với hành vi sỉ nhục Nghiêu Hữu Đạo lúc trước của mình. Ông ta vừa giơ cái dù kia lên che nắng, vừa nhìn bức tranh dần hiện lên trên bàn vẽ. Thì ra vẽ như vậy, cũng chật chật lấy làm lạ. Đến lúc Nghiêu Hiểu Đạo thả bút than trong tay xuống, một bức tranh xem như xong. Hàn băng nhanh chóng tới đỡ tuyết lạc nhi lên, mời lại đây quan sát. Đứng trước bàn vẽ, nhìn thấy bản thân ngồi ở bờ sông nhìn ra xa được cảnh gần cảnh trong cảnh cảnh xa tôn lên đôi mắt sáng của tuyết lạc nhi nháy mắt càng sáng ngời hơn nàng ngẩng lên so sánh phong cảnh phía trước một chút tất cả đều trông vô cùng sống động bắt đầu tin tưởng thì ra mình lại đẹp như vậy hàn băng hỏi tiểu thư vẽ thế nào tuyết lạc nhi trong trẻo đáp tốt ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào bức tranh vẽ mình không muốn rời đi chìm vào ý cảnh một thân một mình ở giữa trời đất hàn băng nở nụ cười với tính cách của tiểu thư, có thể làm cho nàng nói một tiếng tốt thật sự không dễ dàng. Nàng ta chỉ bức tranh kia, mau thu lại, đưa về phòng tiểu thư, cẩn thận một chút, đừng làm hỏng. Vâng, có hai nha hoàn tới lấy tranh. Hàn Băng quay lại nhìn về phía Tuyết Lạc Nhi, thử hỏi. Thân thể ngồi yên mãi cũng mỏi, tiểu thư có muốn nghỉ ngơi một chút? Không cần, tiếp tục đi." Tuyết Lạc Nhi đáp, Hàn Băng lập tức hỏi bước tiếp theo đi đâu vẽ, xác nhận vị trí, lập tức thu dọn đồ đạc di chuyển nhóm người tới trước một bức tường hoa, trên tường mọc đầy dây leo xanh gì, tô điểm nhiều bông hoa. Lần này vẽ cảnh tuyết lạc nhi nghiêng người đi qua tường hoa. Bức tranh này chỉ lấy người và khu vực trung tâm là tả thực, chung quanh đều được vẽ khá giản lược, mơ hồ. Đợi vẽ xong, hàn băng chật chật than thở, quả thực diệu thủ, mấy nha hoàn đứng cạnh quan sát không ngừng hâm mộ. Tường hoa bình thường không thấy có gì đáng ngạc nhiên, các chủ đứng ở đó dường như cũng không quá đặc biệt nhưng sao vẽ ra lại có cảm giác tựa như có một bức tường hoa vĩnh viễn làm bạn cùng với các chủ. Phải nhìn thật kỹ, đẹp quá, tiểu rong được đứng gần xem hơn một chút càng tỏ ra ước ao. Nàng ta cũng rất muốn có được một bức tranh như vậy, có thể treo trên tường trong phòng mỗi ngày thì thật tốt. Thế nhưng, một bức tranh trị giá 10 vạn đồng vàng, nàng ta quả thực không trả nổi. Ngoại trừ ước ao nghĩ, nàng ta cũng chỉ đành thầm hô hào. Người so với người khác nhau, so với các chủ, mình không có mệnh tốt như vậy tuyết lạc nhi quay lại đứng trước bức tranh chăm chú xem chờ một lúc sau hàn băng hỏi thử tiểu thư tranh này thế nào tốt tuyết lạc nhi lại trong trong trèo trèo gật đầu đáp mau thu tranh về cất cẩn thận hàn băng cao hứng bắt chuyện với các nha hoàn vâng hai nha hoàn tiến lên lấy tranh địa điểm vẽ tiếp theo ở một cổng vòm sau cổng vòm có đình đài lầu các tuyết lạc nhi đứng cạnh cổng vòm tạo dáng đang đi từ hướng bên kia cổng sang bên này vẽ xong lầu quỳnh điện ngọc đình viện thâm sâu tôn lên vị gia nhân đang đi qua cổng lên đẹp vô cùng. Lại là một nơi bình thường nhìn quen mắt, không thấy có gì lạ, nhưng vẽ ra ý cảnh khiến lòng người thổn thức. Hàng băng gật đầu nói, tiên sinh chọn bối cảnh quả nhiên rất có đường lối, lần này thật lòng cảm thấy một triệu đồng vàng kia dùng đáng giá. Tài hoa là vô giá mà, như hữu đạo khiêm tốn nói, đại tổng quản quá khen, từ từ nghĩ thôi, tối hôm qua ta suy nghĩ rất lâu mới quyết định, đối với hắn, thực ra cũng không có gì to tát, chưa ăn thịt heo chẳng lẽ không biết heo chạy chỉ sai tạm một ít phong cách trong các tác phẩm nhiếp ảnh kiếp trước mà thôi hàn băng phiền tiên sinh tuyết lạc nhi cảm thấy người trong bức vẽ đang muốn phá vỡ sự kìm kẹp của đình viện thâm sâu tự đi khỏi đình viện mới nhìn thấy một thế giới mới sau một lúc lâu quan sát tác phẩm hội họa nàng nói cất cẩn thận hàn băng nghe thấy là biết tiểu thư rất yêu thích bức tranh này mau chóng phất tay nói nhanh cất cẩn thận địa điểm vẽ kế tiếp là trong một đình đài lầu cát như hữu đạo xếp đặt một chiếc giường hương phi để tuyết lạc nhi nghiêng người nằm trên, một chân hơi cong, một tay chống đầu, một tay cầm sách đọc. Sau giường hương phi là một song cửa sổ, sau song cửa có bóng cây bà sa. Tuyết lạc nhi nằm như vậy, tư thái bình thường không hiện được vẽ ra hết, đường cong lả lướt từ eo đến chân thon đều thấy rõ. Đặt tại bình thường, người đàn ông nào dám để tuyết lạc nhi làm như vậy quả thực chính là khinh nhờn các chủ của băng tuyết khác cần phải bị đánh chết tươi. Vậy mà hôm nay, cả đám phụ nữ phát điên rồi trên từ hàn băng, dưới đến đám nha hòa, không một ai dị nghỉ. Trái lại, như hữu đạo nói cái gì đều tận lực phối hợp. Như hữu đạo đứng trước bàn vẽ vung tay múa chân, dặn dò bên này đốt lư hương, sai bảo bên kia xê dịch cái tủ. Cả đoàn người bận rộn tiếu tít, như hữu đạo nhìn cô gái nằm nghiêng trên giường, thầm cười ha ha. Tư thái của cô gái này xem ra không hề tệ, nếu không phải sợ xảy ra chuyện, nhất định phải dụ dỗ nàng vẽ giường chiếu mới được. Nếu không được thì lui một bước, làm xốc sách quần áo, cảnh xuân tiết ra ngoài là không thành vấn đề. Vẫn là câu nói kia, dưới tình huống này, nữ giới không có ai có thể suy nghĩ như lúc bình thường, các chủ băng tuyết các thì làm sao. Nhưng mà hắn không dám á. Xong chuyện, đám người này tỉnh táo lại, một tên đàn ông dám nhìn cảnh quần áo sộc sạch của các chủ băng tuyết các còn có thể sống mà ra khỏi đây không, hắn quả thực rất nghi ngờ. Đương nhiên, vẫn có người cảm thấy dáng vẻ này của các chủ dường như có chút không hay ho, đàn ông không liên quan phải bị đuổi ra ngoài, ở đây không có mặt trời, không cần bung dù, sở an lâu tự nhiên bị đuổi ra ngoài. Tác phẩm vẽ xong, đám nha hoàn lại nhìn chằm chằm, hâm mộ không ngừng nghỉ. Ngoài cửa sổ bóng cây lắc lư, mỹ nhân trong song cửa nằm nghiên, bên tay có lư hương, khói xanh lượn lờ. Bầu không khí kia, hương vị kia tôn lên các chủ quả là tao nhã. Trong tao nhã lại có một chút lười biếng, hơn nữa, khí chất lãnh diễm của các chủ khiến cả đám nha hoàn ước ao vô cùng. Hàn băng không nhịn được quay đầu nhìn như hữu đạo, vì này quá giỏi xếp đặt cảnh, có phải là đã từng thấy cảnh như vậy hay không, làm sao biết nó sẽ đẹp như vậy. Chương 276, không làm việc đàng hoàng hai. Đứng dậy đi tới trước bức họa nhìn, bản thân Tuyết Lạc Nhi cũng sửng sốt, không ngờ mình còn có phong cách như thế. Bức tranh tất nhiên được cất đi, vẽ xong bức này, thời gian đã tới trưa. Dưới điều kiện ánh sáng, tới đỉnh núi phía sau băng tuyết các là phù hợp, đã suy tính trước từ sáng sớm. Nhóm người của băng tuyết các rất hào hứng muốn xem xem lát nữa lại sẽ là hình ảnh đẹp như mộng nào nữa khi mấy người thu dọn đồ đạc ra khỏi lầu quỳnh điện ngọc nghiêu hữu đạp bảo viên cương ở lại không cho đi theo hàn băng hỏi vì sao tiên sinh không mang theo trợ thủ nghiêu hữu đạo cười hắn ta không phải tu sĩ lên xuống núi phiền phức tạm thời trên núi cũng không cần hắn ta để hắn ta lại đây chờ nghe hắn nói như vậy mọi người cũng không miễn cưỡng tùy theo hắn tuyết lạc nhi nghe vậy liền quay lại nhìn viên cương dường như cảm thấy ngoài ý muốn chưa từng nghĩ tới thì ra viên cương không phải tu sĩ nhưng viên cương nhìn theo mọi người rời đi lại hiểu rõ đạo gia vẫn động lòng muốn ra tay với xích dương chu quả nguyên nhân rất đơn giản đạo gia không muốn những người này biết được bí mật tuyết bạt sợ hắn ta chuyến đi này tất nhiên không bị tuyết bạt quấy dày thấy các chủ tự mình lên núi các thủ vệ trên núi cũng không dám mạo phạm mọi người thuận lợi đi lên đỉnh núi tiểu rong dựa theo lời trước kia nghiêu hữu đạo đã nói chỉ cho hàn băng làm sao lấy cảnh. Xem phong cảnh trống trải khoáng đạt, tầng cấp rõ ràng, hàn băng gật đầu. Rất tốt, quả nhiên là cảnh đẹp, lại nhờ diệu thủ của tiên sinh, tất nhiên sẽ là một bức tranh đẹp. Ngưu hữu đạo quan sát cảnh xa gần, chọn lựa vị trí tốt nhất, chỉ một tảng đá đen. Các chủ, mời ngồi tảng đá đó, mặt hướng về phía băng tuyết cát, quay lưng về bên này. Hàn băng nhìn xuống giá vẽ, nghi ngờ nói, quay lưng về bên này, chẳng phải chỉ có thể vẽ bóng lưng nghiêu hữu đạo gật không sai tranh này chỉ vẽ bóng lưng